Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1851, lúc này đây hắn muốn giết người. Cứ như vậy, sau khoảng chừng một khắc, xung quanh mới dần yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên đứng tại chỗ, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tuôn ra, nhưng không lâu sau những giọt máu tươi này đã bị hắn hấp thụ. Cách đó không xa, thân xác tinh chủ đã bị phá hủy. Nhưng linh hồn của ông ta vẫn còn. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, trả một cái giá lớn như vậy cũng chỉ để phá hủy thân xác ta. Vậy ngươi có biết chỉ cần nửa khắc là ta có thể tạo lại một cơ thể không? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó một đường ánh kiếm chém tới. Kiếm chấn hồn cộng thêm nhất kiếm định hồn. Sắc mặt tinh chủ hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này ông ta hiểu ra vì sao Diệp Huyên lại không ngại bất cứ giá nào để hủy hoại thân xác ông ta rồi. Thanh kiếm này cộng thêm kiếm kỹ này, linh hồn ông ta căn bản không thể chống đỡ được. Tinh chủ chợt cười lớn, Diệp Huyên ngươi giỏi lắm. Dứt lời, linh hồn của ông ta đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay ra xa vạn trượng, cuối cùng ngã rầm trên đất. Nhưng rất nhanh sau đó Diệp Huyên đã đứng lên, sau khi linh hồn của tinh chủ tự nổ, hắn lập tức nhìn về phía ông lão ôm kiếm gần đó, sau đó hắn nhấc kiếm rồi đi đến chỗ ông lão ôm kiếm. Sát ý, lúc này đây hắn muốn giết người. Ông lão ôm kiếm nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, tốt nhất là ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Huyên bỗng gào lên, ta cũng muốn bình tĩnh, nhưng ta không thể khống chế được bản thân mình. A a a a. Dứt lời, hắn trực tiếp xông về phía ông lão ôm kiếm đó. Chương 1852, chính là Tả Tịnh. Nhìn thấy Diệp Huyên lao tới, gương mặt ông lão ôm kiếm không chút cảm xúc. Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự rất mạnh, hắn có thể chém chết tinh chủ. Nhưng ông ta cũng không phải là người mà tinh chủ có thể so sánh được. Ông ta không chỉ là cường giả đế cảnh chân chính mà còn là một vị kiếm thánh siêu phàm. Bất kể là ở phương diện cảnh giới hay kiếm đạo, ông ta đều có thể nghiền ép Diệp Huyên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyên cũng muốn dừng lại, hắn thật sự muốn dừng lại nhưng cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của não bộ. Có thể nói, ý niệm giết người trong đầu hắn bây giờ đã áp chế đi lý trí. Huyết mạch này của hắn sẽ ảnh hưởng đến thần trí của hắn, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn. Hắn căn bản không thể khống chế được chính mình. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến trước mặt ông lão ôm kiếm chợt rút kiếm ra. Vù! Một tiếng kiếm reo xé toạc không gian, tiếp theo đó một đường ánh kiếm chợt lóe lên ở đây, một chiêu kiếm nhanh đến cực hạn. Cách đó không xa. Diệp Huyên cũng rút kiếm chém một phát, nhưng ngay sau đó cả người lẫn kiếm trực tiếp bay thẳng ra ngoài, bay ra xa đến mấy trăm trượng. Trên mặt đất, cơ thể Diệp Huyên co rúm lại, nhưng hắn lại từ từ đứng dậy, sau đó bước chậm về phía ông lão ôm kiếm. Hắn bước rất chậm, nhưng luồng sát ý trên người hắn không chỉ không yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ông lão ôm kiếm híp hai mắt lại, trong mắt đã có thêm sát ý. Thanh kiếm trong tay ông ta bắt đầu rung lên, phát ra tiếng kiếm reo nho nhỏ. Mà đúng lúc này, một người con gái đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Chính là Tả Tịnh. Tả Tịnh khẽ hành lễ với ông lão ôm kiếm, chào Hướng Kình ra ra. Ông lão tên Hướng Kình liếc nhìn Tả Tịnh, sắc mặt dần trở nên dịu dàng, là nha đầu nhà ngươi hả? Tả Tịnh nhếch miệng nở nụ cười, Hướng ra ra, ông giao hắn cho ta được không? Hướng Kình nhìn về phía Diệp Huyên, hắn. Tả Tịnh gật đầu, đúng vậy. Hướng Kình lắc đầu, người này nguy hiểm lắm. Tả Tịnh nghiêm giọng nói, bây giờ hắn đã bị thương, căn bản không phải là đối thủ của ta. Chương 1853, người này chính là quốc chủ thần quốc. Nói đến đây, nàng ta do dự một lúc sau đó nói, trước đây hắn từng trộm đao của ta muốn báo thù hắn. Hướng Kình nhìn Tả Tịnh. Nhà đầu nhà ngươi nếu như bớt mấy cái tâm tư đen tối đó thì sớm đã lên thần bảng rồi. Tả Tịnh trừng mắt nhìn, ta vẫn chưa lên sao? Hướng Kình không còn gì để nói, bản thân ngươi đã lên hay chưa ngươi cũng không biết sao. Tả Tịnh trầm giọng nói, ta cứ nghĩ mình đã lên rồi chứ. Hướng Kình. Lúc này, Tả Tịnh lại nói, lên hay không lên cũng không có vấn đề gì cả. Thần quốc này ai mà không biết đến Tả đại nữ hiệp chứ? Hướng Kình khẽ nở nụ cười, ta còn có việc, không nói chuyện linh tinh với ngươi nữa.
nhớ lấy, người này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút, tốt nhất cứ đánh hắn chết đi sống lại rồi tính. Nói xong, ông ấy quay người biến mất ở phía chân trời. Chấm chấm chấm. Tả Tịnh vội vàng nói, hướng ra ra, ông không cần tòa tháp nhỏ đen xì ấy của hắn sao? Xa xa phía chân trời, một giọng nói truyền đến, kiếm tu bọn ta có kiếm là đủ rồi, không cần những cái khác. Tả Tịnh phía dưới nhìn về nơi chân trời, nàng ta nhẹ giọng nói, cũng may ta không phải là kiếm tu. Nói xong nàng ta quay người nhìn Diệp Huyên gần đó, lúc này Diệp Huyên chỉ cách nàng ta mấy trượng. Nhìn Diệp Huyên, Tả Tịnh nhoẻn miệng cười, ngay sau đó nàng ta bước lên phía trước rồi đánh ra một quyền này đánh thẳng lên mặt Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên lập tức ngã xuống đất, cùng lúc này, cả gương mặt hắn ta sưng phù lên. Tả Tịnh xách một chân của Diệp Huyên lên rồi đi về phía xa xa, không lâu sau nàng ta đã kéo theo Diệp Huyên biến mất ở tận cùng nơi xa xa đó. Ở đó thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng cười quái dị của Tả Tịnh. Ở cổng của Trật Tự Thành, một cô bé đang đứng lặng yên ở đó. Người này chính là quốc chủ thần quốc. Phía sau cô bé có rất nhiều cường giả thần quốc. Nhìn Trật Tự Thành, cô bé nhẹ giọng nói, tạm thời định cư ở đây. Lúc này, Nam Cung Uyển bên cạnh cô bé đột nhiên nói, bệ hạ, người của Liên Minh Trật Tự và đám người Đường tộc đã chạy đến Hải vực Di Thiên, Yêu tộc không có động tĩnh gì, Thần Võ Thành cũng không có động tĩnh gì. Chương 1854. Đây là sự kính trọng. Cô bé nói khẽ, phái người truy sát, phải chém tận giết tuyệt. Nam Cung Uyển muốn nói gì đó lại thôi. Cô bé nói, cứ nói đi, đừng ngại. Nam Cung Uyển khẽ hành lễ, bệ hạ, chúng ta đã chiếm giữ được ba hoang giới, mà bây giờ cũng không thích hợp để giết bọn chúng. Cô bé nói tiếp đi. Nam Cung Uyển nói, bây giờ chúng ta cần mua chuộc lòng người, nếu như tiếp tục kiên quyết trấn áp sẽ khiến rất nhiều người ở phía dưới bất an, đặc biệt là một số thế lực của tiểu thế giới, đây không phải là dự tính ban đầu của chúng ta. Đương nhiên các thế lực ngoan cố như Liên Minh Trật Tự cũng không thể buông lỏng, nhưng chúng ta có thể chiêu hàng. Nếu như chấp nhận đầu hàng quy thuận, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Chỉ có như vậy, rất nhiều người sẽ không ngoan cố chống lại. Cô bé trầm ngâm một lúc. Nam Cung Uyển lại nói, bệ hạ, đoạt thiên hạ thì dễ, chỉ thiên hạ thì khó, đặc biệt là vũ trụ hỗn độn rộng lớn như vậy. Cho nên chúng ta nhất định phải vừa đấm vừa xoa, vừa kiên quyết nhưng cũng phải có lòng nhân từ. Cô bé gật đầu, được. Vẻ mặt Nam Cung Uyển thả lỏng, vậy để thuộc hạ đi làm. Nói đến đây nàng ta dường như nghĩ đến cái gì đó, lại nói tiếp, về Thần Võ Thành, chúng ta trực tiếp phái binh trấn áp sao? Cô bé lắc đầu, ta sẽ đích thân đến đó. Nói xong, cô bé quay đầu nhìn về phía chân trời, ta đã từng nghe sư phụ nói, tổ sư của Kiếm Tông là một nhân vật cực kỳ ghê gớm. Ta muốn mở mang tầm hiểu biết một chút. Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, thần hiểu. Nói xong, nàng ta lặng lẽ lui xuống. Cô bé đột nhiên nói, gọi lão Lỗ của Nho Viện, lão Hàn của Binh Gia với lại lão Vương của Tung Hoành ra tới gặp ta. Người con trai ở phía sau lặng lẽ lui xuống. Cô bé bước vào trong thành, đường phố rất vắng vẻ, mặc dù xung quanh có người nhưng bọn họ đều lẩn trốn. Cô bé đi đến phủ thành chủ của Trật Tự Thành. Lúc này cả phủ thành chủ rất hiu quạnh, không có một ai. Cô bé đi đến một cái bàn đá rồi ngồi xuống. Bấy giờ có ba ông lão xuất hiện trước mặt cô bé. Ba người này chính là Lỗ Phu Tử của Võ Viện, Hàn U Tử của Binh Gia và Vương Cảnh Chi của Tung Hoành Gia. Ba người khẽ hành lễ với cô bé, sau khi ba người để hành lễ xong thì cô bé cũng hơi khom người xuống để đáp lễ. Đây là sự kính trọng. Chương 1855. Bảo vật ở đâu? Cô bé ngồi xuống, sau đó dùng tay ra hiệu mời ba người kia. Ba ông lão ngồi xuống. Cô bé nhẹ giọng nói đi. Lỗ Phu Tử của Võ Viện nhẹ nhàng nói, bọn ta muốn thành lập đạo chính thống của mình ở mỗi một nơi. Cô bé nói, thế giới càng lớn thì càng dễ loạn, ba vị hiểu ý ta chứ? Lỗ Phu Tử cười nói, đương nhiên ta hiểu, yên tâm đi. Bọn ta ở thần quốc như thế nào thì sang bên này cũng sẽ như vậy, sẽ không để thế giới này rơi vào loạn lạc lần nữa đâu. Cô bé nhìn Lỗ Phu Tử, có nước mới có nhà, bất luận các ngươi truyền đạo như thế nào cũng phải ghi nhớ điều này trước. Nói xong, cô bé đứng dậy rời đi. Ba ông lão nhìn nhau nở nụ cười.
Lỗ phu tử đột nhiên nhẹ giọng nói, thần chủ của chúng ta tuy còn nhỏ nhưng lòng dạ không nhỏ đâu. Hàn U tử cười nói, mấy vị thần chủ của thần quốc chúng ta có vị nào là nhân vật đơn giản chứ? Vương Cảnh Chi khẽ mỉm cười, thật ra cũng không phải chuyện xấu. Lỗ phu tử gật đầu, nếu như thần chủ không đủ mạnh thì e là vũ trụ hỗn độn sẽ hỗn loạn trong nháy mắt. Vương Cảnh Chi và Hàn U tử gật đầu. Nếu như thần chủ này không đủ yêu nghiệt, có thể nói là thần quốc sẽ chia năm xẻ bảy trong tích tắc. Mà một khi chia năm xẻ bảy, vậy thì toàn bộ vũ trụ hỗn độn này sẽ rơi vào chiến tranh loạn lạc vĩnh viễn. Đúng lúc này, một tên thị vệ đột nhiên đến trước mặt ba ông lão, thị vệ khẽ hành lễ, bệ hạ nói, chúng ta còn một kẻ địch vẫn chưa giải quyết. Nghe thấy vậy, sắc mặt ba người đều trở nên nghiêm trọng. Vẫn còn một kẻ địch cực kỳ mạnh vẫn chưa giải quyết ư. Chấm chấm chấm. Trong một rừng rậm nào đó, Tả Tịnh kéo theo Diệp Huyên rồi đi chậm chậm trong rừng. Hôm nay Tả Tịnh vô cùng vui vẻ, nụ cười trên gương mặt giống như đóa hoa nở rộ. Sốt cụ ộc cũng tóm được một tên kiếm tu vô liêm sỉ rồi. Tả Tịnh kéo theo Diệp Huyên đi rất lâu, cuối cùng nàng ta đến một hồ nước, nàng ta đặt Diệp Huyên trên đất, sau đó bắt đầu cởi quần áo của Diệp Huyên. Bảo vật ở đâu? Tả Tịnh lột sạch Diệp Huyên, nhưng nàng ta vẫn không phát hiện ra bảo vật của hắn. Chương 1856. Một kiếm tu vô liêm sỉ. Nhìn Diệp Huyên trần truồng trước mặt, Tả Tịnh nhíu chặt mày lại, có chút không vui, nàng ta cúi đầu nhìn xuống, mà Diệp Huyên lúc này như thể đã lâm vào trạng thái hôn mê. Tả Tịnh khẽ đá đá vào mông Diệp Huyên, kiếm tu vô liêm sỉ, bảo vật của ngươi đâu rồi? Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên không phản ứng, Tả Tịnh lại đá đá, nhưng hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tả Tịnh khẽ nhíu mày, nàng ta ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Diệp Huyên, kiếm tu vô liêm sỉ, tỉnh lại đi. Nhưng Diệp Huyên vẫn lặng thinh. Tả Tịnh nói thầm, hắn bị thương rồi. Nói xong, nàng ta suy nghĩ một chốc, sau đó lại nói, xem ra trước tiên phải chữa thương cho hắn. Chữa thương. Tả Tịnh mang Diệp Huyên rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Tả Tịnh mang Diệp Huyên đi đến một dãy núi, trên núi này có một tông môn đến từ thần quốc. Dược Phương Tông. Dược Phương Tông không tính là thế lực đứng hàng đầu ở thần quốc, nhưng tông môn này lại có hơi đặc biệt. Vì tông môn này chuyên luyện chế đan dược. Đan dược lại là một thứ rất tốt, có thể chữa thương, có thể nuôi hồn, có thể dưỡng sinh, đan dược tốt hơn nữa thì thậm chí còn có thể giúp người ta đột phá thăng cấp. Mà một ít đan dược đặc biệt còn có thể thay đổi thể chất của con người, đạt được hiệu quả tẩy tinh hoán tủy. Cũng vì thế nên Dược Phương Tông có địa vị khá đặc biệt ở thần quốc, bởi vì có quá nhiều thế lực mạnh mẽ cần tìm đến họ để mua đan dược. Thêm vào tông chủ Dược Phương Tông này lại đang nhậm chức ở trong Hoàng cung thần quốc, vì thế tuy sức chiến đấu của Dược Phương Tông không mạnh, nhưng sức ảnh hưởng lại rất lớn, người bình thường căn bản không dám chọc vào. Tả Tịnh mang Diệp Huyên đi lên một đỉnh núi, dọc đường đi có vài cô gái lướt ngang qua, lúc nhìn đến Diệp Huyên thì bọn họ đều đỏ mặt, sau đó vội vàng rời đi. Chẳng mấy chốc Dược Phương Tông đã náo động. Đệ tử của Dược Phương Tông gần như đều là phái nữ, cũng bởi vì thế nên khi Tả Tịnh mang Diệp Huyên thân không tấc phải đi nghênh ngang giữa đường đã tạo thành náo động không hề nhỏ. Lúc này, một cô gái đột nhiên đi đến trước mặt Tả Tịnh, nàng ấy nhìn Tả Tịnh với vẻ hơi không vui. Tả nữ hiệp, người cô mang theo này là ai vậy? Tả Tịnh nói, một kiếm tu vô liêm sỉ. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hơi ửng hồng, còn là một kiếm tu nữa. Vậy sao cô không cho hắn mặc quần áo vào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1857. Ta cứu người, lấy tiền. Tả Tịnh lắc đầu, phiền lắm. Nói xong, nàng ta tiếp tục kéo Diệp Huyên đi lên trên núi. Nhưng như nghĩ đến điều gì, nàng ta xoay người nhìn về phía cô gái nọ, Thái Điên có ở đây không? Cô gái nói, Thái Sư Tỷ đang trồng linh thảo ở trên đỉnh núi. Tả Tịnh gật đầu, sau đó kéo Diệp Huyên lên núi. Lúc này, cô gái đi theo sau Tả Tịnh, cô không cho hắn mặc quần áo, sau khi hắn tỉnh lại sẽ xấu hổ lắm. Tả Tịnh nghiêm mặt nói, da mặt hắn dày vô cùng, không để ý đâu. Cô gái nọ. Lúc này, Tả Tịnh lại nói, ta chỉ biết cởi thôi. Cô gái. Chỉ chốc lát sau, Tả Tịnh đã mang Diệp Huyên lên đến đỉnh núi,
trên đỉnh núi có rất nhiều người đang xây dựng cung điện, mà một bên khác lại có một cô gái đang trồng linh thảo ở trong sân. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc một chiếc váy vải bố đơn giản, bên hông dắt theo một cái lưỡi liềm cắt cỏ nho nhỏ, lúc này nàng ấy đang cầm một cái cuốc nhỏ để đào đất. Tả Tĩnh mang Diệp Huyên đến sau cô gái kia rồi nói, Thái Điên, giúp ta cứu người này đi. Cô gái không quay đầu lại, không cứu. Tả Tĩnh không tỏ vẻ gì, trên người tên này có rất nhiều bảo vật. Cô gái kia xoay người lại, khi thấy Diệp Huyên thì hơi ngẩn người, đây chính là thành chủ thần võ thành Diệp Huyên. Tả Tĩnh nhìn Thái Điên ở trước mặt, hơi kinh ngạc, người biết hắn. Thái Điên đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy quan sát hắn một lượt rồi nói, nghe nói trên người hắn có bảo vật ngũ duy. Tả Tĩnh vội vàng gật đầu, đúng vậy đó, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, nhưng lại không biết tên này giấu ở đâu. Ta lục cả nửa ngày rồi mà chẳng có gì cả. Thái Điên ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy đặt tay phải lên bụng Diệp Huyên rồi khẽ ấn xuống một cái, lát sau nàng ấy mới bảo, ngũ tạng của hắn bị hao tổn, mạch máu trong người còn đang sôi trào. Chôn là vừa. Tả Tĩnh do dự một lát rồi nói, ta thấy nên cấp cứu thử một lần xem sao. Thái Điên nhìn Tả Tĩnh, ta cứu người, lấy tiền. Tả Tĩnh vội vã chỉ vào Diệp Huyên, hắn chẳng có gì, nhưng lại có tiền. Sau khi cứu hắn thì chúng ta lại sâu xé hắn. Thái Điên suy nghĩ một chốc rồi nói, được. Nói xong, nàng ấy lấy ra một bình ngọc trắng, đổ ra một viên đan dược to bằng ngón cái, đan dược trắng tinh, tỏa ra mùi thơm. Chương 1858. Đáng sợ quá. Thái Điên đút đan dược cho Diệp Huyên ăn, chẳng mấy chốc, một luồng năng lượng màu xanh nhạt đột nhiên lan ra trong cơ thể Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, thân thể Diệp Huyên đã bắt đầu rung lên. Tả Tĩnh vội vàng hỏi, sao thế? Thái Điên sờ khắp người Diệp Huyên rồi đáp, huyết mạch của hắn đang cắn nuốt đan dược của ta. Tả Tĩnh ồ một tiếng rồi nói, tiếp tục đi. Thái Điên nhìn Tả Tĩnh, đắt lắm đó. Tả Tĩnh nghiêm mặt nói, hắn là thành chủ thần võ thành đấy, hắn mà thiếu tiền sao? Hơn nữa, trên người hắn có nhiều bảo vật lắm. Thái Điên ngẫm nghĩ một chốc rồi cũng đút cho Diệp Huyên thêm đan dược, cứ thế, khoảng chừng nửa canh giờ sau, vết thương trên người Diệp Huyên bắt đầu chậm chậm khôi phục lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn chỉ toàn màu đỏ tươi. Thấy cảnh này, mí mắt Tả Tĩnh giật lên, đáng sợ quá. Lúc này, Thái Điên đột nhiên đâm một cây châm đâm vào giữa lông mày Diệp Huyên. Tả Tĩnh nhìn Thái Điên, làm gì thế? Thái Điên trầm giọng nói, sát nghiệm của hắn quá nặng, là do huyết thống của hắn. Kim châm này của ta tạm thời trấn áp lại huyết mạch của hắn. Tả Tĩnh nói, có thể tỉnh lại không? Thái Điên nhẹ giọng bảo, phải xem bản thân hắn rồi. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thấy Tiểu Linh Nhi, hai cô gái kia đồng thời sửng sốt. Tiểu Linh Nhi nhìn hai người một chốc, sau đó lại quay sang Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên bị thương, tháp giới ngục cũng bị ảnh hưởng nên đã lập tức tự giam mình lại, bởi thế, cô bé không thể đi ra ngoài được. Mà bây giờ, sau khi Thái Điên cho Diệp Huyên ăn đan dược, thân thể Diệp Huyên khôi phục lại được đôi chút, lúc này tháp giới ngục mới lần nữa mở ra. Bấy giờ, Thái Điên đột nhiên nói, con bé là bản nguyên chi linh. Bản nguyên chi linh. Nghe vậy, ánh mắt Tả Tĩnh sáng lên. Nàng ta nhìn Tiểu Linh Nhi rồi cả kinh nói, đúng là bản nguyên chi linh thật. Tiểu Linh Nhi nhìn hai cô gái, mặt không có cảm xúc gì, các ngươi là nhân loại đấy à, hiếm lạ ghê. Hai cô gái. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó cô bé lấy ra rất nhiều linh quả cho hắn ăn. Khi thấy những linh quả kia, mắt Thái Điên sáng lên, thánh linh quả, kỳ linh thảo, hồng lông quả. Tiểu Linh Nhi không để ý đến hai người mà tiếp tục đút linh quả cho Diệp Huyên. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nó rung lên bần bật, như thể đang rất tức giận. Chương 1859. Không mặc gì hết. Tiểu Linh Nhi liếc nhìn tháp giới ngục, hắn cũng đâu cố ý, người tức giận làm gì. Tháp giới ngục run run, như đang nói gì đó. Tiểu Linh Nhi lơ thẳng mặt, cô bé tiếp tục đút linh quả cho Diệp Huyên. Mà hai người Tả Tĩnh ở bên cạnh đều đang nhìn chằm chằm vào tháp giới ngục. Bảo vật ngũ duy. Tả Tĩnh sáng mắt lên, mà Thái Điên kia cũng có chút ngạc nhiên. Rất nhiều người thần quốc biết đến bảo vật ngũ duy này, phải biết rằng,
đừng nói món bảo vật này đứng hạng đầu ở bên đây, mà có là thần quốc thì nó cũng xếp hàng nhất. Ở thần quốc cũng có một bảng thần khí, đó là bảng thiên cơ môn lập ra, mà đứng đầu bảng đó chính là bảo vật ngũ duy này. Món bảo vật này đè bẹp vô số thần khí khác của thần quốc. Nhưng có điều hiện tại trên bảng thần khí lại thêm hai hạng nữa. Kiếm Thiên Chu. Mà Kiếm Thiên Chu này đứng hạng 3. Nói cách khác, trên bảng thần khí, một mình Diệp Huyên đã chiếm đến hai món. Đúng lúc này, Tả Tịnh đột nhiên nói, hay là ngươi đi theo ta đi. Tháp giới ngục. Tiểu Linh Nhi nhìn Tả Tịnh, nó không theo ngươi đâu. Tả Tịnh không hiểu, tại sao? Tiểu Linh Nhi đáp, vì nó sợ chết. Tháp giới ngục. Tả Tịnh trừng mắt nhìn. Lúc này, đôi người đỏ máu của Diệp Huyên đã dần nhạt màu đi, mà thần trí hắn cũng đang chậm rãi khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên gần như đã khôi phục lại được thần trí. Hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi rồi nhẹ giọng nói, chưa chết ư. Tả Tịnh ở bên vội vã nói, kiếm tu vô liêm sỉ, là ta cứu ngươi đó. Thái Điên cũng nói, ta nữa. Diệp Huyên chậm rãi ngồi dậy, lúc này quanh thân hắn mát rượi, hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức ngớ ra. Không mặc gì hết. Chương 1860. Hắn nói không sai. Diệp Huyên nhìn về phía Tả Tịnh, quần áo của ta đâu? Tả Tịnh vội vã lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên. Lúc này, Tả Tịnh đột nhiên nói, kiếm tu, ta cứu ngươi, ngươi báo đáp ta như thế nào đây? Diệp Huyên lấy một bộ quần áo ra mặc lên, sau đó nhìn sang Tả Tịnh, hay là ta lấy thân báo đáp nhé? Tả Tịnh trừng mắt với Diệp Huyên, kiếm tu vô liêm sỉ, ngươi làm người đi. Sao có thể vô liêm sỉ đến thế? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Nếu không có ta... Người đã trầu trời từ lâu rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đa tạ. Câu nói này quả thật là lời thật lòng. Hắn biết, nếu không có cô gái trước mắt này, hắn thật sự có lẽ đã chết. Nói xong, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa nhẫn cho Tả Tịnh, bên trong có 5 triệu thần tinh, đủ không? Tả Tịnh liếc nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nàng ta lại nhìn tháp giới ngục cách đó không xa. Diệp Huyên cười khổ, cái này không cho cô được đâu, thật đó, nó về tay cô thì còn hại cô nữa đấy. Thái Điên cũng nói, hắn nói không sai. Tả Tịnh suy nghĩ một chút rồi bảo, vậy ngươi đền đao cho ta đi. Ta không còn đao để dùng nữa rồi. Diệp Huyên nói, 5 triệu thần tinh có mua được đao cấp bậc đạo cảnh không? Tả Tịnh gật đầu, được, nhưng chỉ mua được hạng thường thôi, ta muốn loại tốt chất lượng cao cơ, được không? Diệp Huyên hỏi, chỗ nào có? Tả Tịnh vội vàng nói, ta biết một chỗ, có một thanh đao được xếp trên bảng thần khí, ta thích lắm. Đi, ta dẫn ngươi đi trộm. Nói xong, nàng ta lập tức kéo Diệp Huyên chạy đi. Thái Điên! Đi trộm! Diệp Huyên có chút cạn lời. Lúc này, Tả Tịnh đột nhiên dừng lại, nàng ta xoay người nhìn Thái Điên cách đó không xa, đi chung không? Thái Điên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Vừa nãy ta cho ngươi 16 viên đan dược, vừa đủ 5 triệu thần tinh. Diệp Huyên lập tức giật mình, 5 triệu thần tinh, cô chắc chứ? Chương 1861, ta không hề tức giận mà. Thái Điên lạnh nhạt nói, đan dược này đều là đan dược tiên phẩm, biết tiên phẩm là gì không? Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng cũng không đắt đến vậy đâu chứ. Thái Điên cười khẩy, không đắt đến vậy, ta cho ngươi biết. Nếu không phải nể mặt nàng ta, người có ra giá ngàn vạn ta cũng không bán. Diệp Huyên nhìn sang Tả Tịnh ở cạnh, Tả Tịnh gật đầu, đan dược kia đắt lắm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, búng tay một cái, chiếc nhẫn chứa 5 triệu thần tinh bay đến tay Thái Điên. Thái Điên nhìn Diệp Huyên, đừng thấy khó chịu, người tự đi hỏi xem giá của đan thánh linh, đi. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Mà lúc này... Tiểu Linh Nhi cách đó không xa đột nhiên cả giận nói, đan rách gì thế? Đắt lắm à? Nói xong, cô bé vung tay nhỏ lên, một đống linh quả xuất hiện trước mặt Thái Điên. Nhìn đống linh quả kia, mí mắt Thái Điên giật lên, những linh quả này đều là hàng cực phẩm. Nếu dùng để chế đan dược, chúng có thể giúp nâng phẩm chất của đan dược lên rất nhiều lần. Lúc này, Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi. Hắn xoa nhẹ đầu nhỏ của cô bé rồi bảo, không được nói vậy. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên,
Diệp Huyên cười nói, cho dù là đan gì đi nữa thì cũng đã cứu mạng của ta. Chúng ta phải khắc ghi và cảm ơn ngươi đã giúp đỡ chúng ta, chứ không được lấy oán trả ơn, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn một lát, sau đó gật đầu, không hiểu. Diệp Huyên cạn lời, không hiểu thì gật đầu làm gì. Hắn xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô bé rồi nhìn sang Thái Điên, cô nương, ơn cứu mạng này, ta sẽ luôn ghi nhớ. Nói xong, hắn chỉ đống linh quả ở trên mặt đất, chút lòng thành nho nhỏ, mong cô vui lòng nhận lấy. Thái Điên liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nhận lấy đống linh quả kia, ngươi và ta coi như xong nợ. Diệp Huyên gật đầu, sau đó rời đi cùng Tả Tịnh. Trên đường, Tả Tịnh đột nhiên nói, kiếm tu, con người Thái Điên được lắm đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta không hề tức giận mà. Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên cười khổ, nàng ấy và cô cứu mạng ta, đừng nói là 5 triệu thần tinh, cho dù là 50 triệu cũng không hề quá đáng. Ơn cứu mạng lớn hơn trời mà. Chương 1862, có tốt bằng kiếm này của ta không? Tả Tịnh nghiêm túc nói, thật không? Diệp Huyên gật đầu. Tả Tịnh vội nói, vậy ngươi nhất định phải lấy giúp ta thanh đao kia. Diệp Huyên nghiêm mặt hỏi, thật sự là đi trộm về à? Tả Tịnh lắc đầu, không tính là trộm đâu, đi lấy thôi. Diệp Huyên. Cứ thế, Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi tới Thần Quốc. Đao Tông. Đao Tông rất nổi tiếng ở Thần Quốc, chỉ thua mỗi Nho gia, Binh gia và Tung Hoành gia. Lúc này đây, Đao Tông có rất ít người, bởi vì đệ tử trong Tông gần như đều đến Bắc Hoang giới hết cả, ở Bắc Hoang giới đã dựng nên một Đao Tông mới. Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi xuống một hầm đất, mới vừa xuống dưới, một hơi nước nóng đã phả vào mặt bọn họ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là chỗ nào? Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi xuống tiếp, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Tả Tịnh và Diệp Huyên đã đi tới trước một cái giếng lửa. Nhìn cái giếng kia, vẻ mặt Tả Tịnh có chút hưng phấn, người nhìn kìa. Diệp Huyên đi đến trước giếng lửa, hắn cúi người nhìn xuống. Ở dưới đó chừng nửa trượng có một thanh đao màu đỏ như lửa đang lơ lửng. Quanh thân đao đỏ như hồ máu, dài chừng hai ngón tay, trên sống đao có một rãnh nhỏ, trong đó có một đóa sen đỏ rang chậm rãi trôi nổi. Mà cả thanh đao đang tản ra một luồng sát khí cực nóng. Xung quanh thanh đao này còn có bốn sợi xích sắt. Bốn sợi xích sắt gắt gao khóa chặt thanh đao này. Đao tốt! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Tả Tịnh bên cạnh Diệp Huyên hưng phấn nói, kiếm tu, người biết đây là đao gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Tả Tịnh nói, nó tên là đao nghiệp hỏa, trong đao ẩn chứa hồng liên nghiệp hỏa đứng thứ 7 trên bảng dị linh, thanh đao này đứng thứ 5 trên bảng thần khí đó, lợi hại lắm. Diệp Huyên nhìn sang Tả Tịnh, hắn xòe lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu xuất hiện. Diệp Huyên hỏi, có tốt bằng kiếm này của ta không? Tả Tịnh trừng Diệp Huyên một cái rồi nói, người cố tình chọc điên ta đúng không? Diệp Huyên cười ha ha. Chương 1863, đao này có phải là của Đao Tông cô không? Thanh đao phía dưới kia quả thật rất mạnh, nhưng nếu để kiếm của hắn chém vào thanh đao nọ, hắn có lòng tin rằng chỉ cần một chiêu kiếm là đao sẽ gãy đoạn ngay. Cho tới bây giờ, ngoại trừ tháp giới ngục, hắn chưa thấy thứ gì có thể cứng đối cứng lại với kiếm thiên chu này của hắn. Lúc này, Tả Tịnh nói, kiếm tu, người giúp ta chém đứt xích sắt đang khóa nó lại kia đi. Diệp Huyên nhìn về phía bốn sợi xích sắt kia, hắn do dự một lát rồi nói, đao này có phải là của Đao Tông cô không? Tả Tịnh gật đầu, đúng, là của Đao Tông ta. Diệp Huyên hỏi, vậy tại sao lại khóa nó ở đây? Tả Tịnh tức giận nói, ai biết đâu, dù sao ta cũng muốn thả nó ra. Diệp Huyên hơi do dự, Tả cô nương. Ta cảm thấy cô cần phải hỏi thử tiền bối của Đao Tông lại đã, bởi vì bọn họ khóa nó ở đây thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Tả Tịnh trừng mắt, sau đó bảo, bọn họ ăn không dưỡng mỡ thì có. Kiếm tu, người giúp ta chặt đứt đám xích kia đi, còn lại mọi chuyện sẽ do nữ hiệp đây gánh chịu. Diệp Huyên. Tả Tịnh lại nói, nếu ngươi không muốn thì đưa kiếm kia cho ta mượn dùng một lát đi. Bởi vì xích sắt dưới kia có thêm trận pháp nữa nên vũ khí bình thường không thể gây tổn thương cho nó được. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn xuống dưới giếng, một khắc sau, một tia kiếm quang lao xuống giếng, chẳng mấy chốc, xích sắt khóa đao nghiệp hỏa kia đã bị biến thành vô số mảnh vụn.
Đao nghiệp hỏa lập tức mang theo một luồng sóng lửa lao ra khỏi miệng giếng, nó vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục phóng lên. Thấy cảnh này, Tả Tịnh vội vàng nói, ngăn nó lại. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang lao theo, chẳng mấy chốc kiếm thiên chu đã chặn lại trước đao nghiệp hỏa kia, đao nghiệp hỏa vẫn chưa dừng lại mà cố chấp lao vào kiếm thiên chu. Diệp Huyên lắc đầu. Đao nghiệp hỏa này không phải là đang tự đâm đầu vào chỗ chết à? Đúng như dự đoán, đao nghiệp hỏa vừa chém về phía kiếm thiên chu đã bị một luồng kiếm quang chấn bay, mà lúc này đây, trên thân đao nghiệp hỏa đã có vết nứt. Thấy thế, Tả Tịnh biến sắc, vội nói, đừng làm hại nó chứ. Nói xong, nàng ta tung người nhảy lên đến trước mặt đao nghiệp hỏa còn đang chấn động, rõ là sợ hãi. Kiếm thiên chu bay ở bên cạnh Tả Tịnh. Tả Tịnh vội nắm lấy nó, đừng giận, ta thương lượng với nó cho. Nói xong, nàng ta lại bay đến trước mặt đao nghiệp hỏa, sau đó vươn tay nắm chặt lấy nó, nhưng một khắc sau đã vội buông ra, còn bàn tay của nàng ta đã máu thịt be bét. Thấy thế, Tả Tịnh lập tức sửng sốt. Đao nghiệp hỏa kia lại muốn chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị kiếm thiên chu chặn lại trước mặt. Đao nghiệp hỏa. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tả Tịnh. Trầm giọng nói, nó phải thần phục cô trước đã mới không làm cô bị thương. Tả Tịnh nhìn về phía đao nghiệp hỏa, người thần phục ta không? Đao nghiệp hỏa rung lên kịch liệt, như đang rất tức giận. Rõ ràng là nó không muốn thần phục. Tả Tịnh lạnh lùng nói, chém chết nó. Chương 1864, địa linh chi lực. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên. Mà kiếm thiên chu lại thật sự chém về phía đao nghiệp hỏa kia. Thấy cảnh này, đao nghiệp hỏa lập tức sợ run lên, một khắc sau nó đã vội bay đến trước mặt Tả Tịnh, đồng thời phát ra vài tiếng đao ngân khe khẽ. Tả Tịnh vẫn lạnh lùng, ngươi không muốn theo ta mà. Ngươi đấu một mình với nó đi. Đao nghiệp hỏa bắt đầu rung lên kịch liệt. Một lát sau, Tả Tịnh nắm lấy đao nghiệp hỏa, mà lúc này, đao nghiệp hỏa không còn gây tổn thương cho nàng ta nữa. Diệp Huyên. Tả Tịnh nhìn thanh đao trong tay, trong mắt không giấu được vẻ yêu thích. Mà đúng lúc này, phía dưới miệng giếng đột nhiên chấn động. Diệp Huyên biến sắc, hắn cúi người nhìn xuống, trong giếng lửa đang sôi sục dung nham, cùng lúc đó, từng luồng sóng nước nóng khủng bố đang không ngừng phun lên trên nền đất. Diệp Huyên sầm mặt lại, khỏi phải nói, vậy là chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyên không hề do dự mà lập tức xách Tả Tịnh biến mất ngay tại chỗ, mà trên mặt đất nơi hai người vừa đứng đang không ngừng rung lên, vô số dung nham phun ra. Diệp Huyên nhìn về phía Tả Tịnh, vẻ mặt Tả Tịnh rất là vô tội, không liên quan gì đến ta chứ. Diệp Huyên lạnh giọng nói, cô nói thử xem. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tả Tịnh, thấy ông lão này, Tả Tịnh lập tức biến sắc, vội vàng lùi ra sau lưng Diệp Huyên. Ông lão lạnh lùng nhìn Tả Tịnh, sao ngươi lại lấy đao ra ngoài được? Tả Tịnh hơi cúi đầu, không nói lời nào. Ông lão có chút nổi nóng, ngươi có biết tác dụng của đao này là gì không? Tả Tịnh liếc nhìn ông lão rồi khẽ nói, không biết. Ông lão cả giận quát, hồ đồ. Đao này dùng để trấn áp địa linh chi lực nơi đây, bây giờ ngươi lấy nó đi, địa linh chi linh lập tức bùng phát, trong mấy trăm nghìn dặm xung quanh nơi đây đều sẽ hóa thành cho bụi. Địa linh chi lực. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn nhớ đến lời A Việt nói, đại địa chi lực có thể hấp thu địa linh chi lực, hơn nữa, địa linh chi lực này còn mạnh mẽ hơn đại mạch chi lực rất nhiều lần. Mà lúc trước hắn sở dĩ không hấp thu địa linh chi lực là vì không phải chỗ nào cũng có địa linh chi lực. Chương 1865. Lão có chút mờ mịt. Diệp Huyên không ngờ vậy mà lại gặp ở đây. Tả Tịnh đứng sau Diệp Huyên nghe ông lão kia nói thế thì phút chốc sững người ra. Nàng ta không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức ấy. Mấy trăm nghìn dặm xung quanh đều hóa thành cho bụi, vậy chẳng phải có nghĩa là đao tông này bị nó hủy diệt. Nghĩ tới đây, Tả Tịnh bỗng chốc khóc nấc lên. Ông lão còn định nói tiếp thì Diệp Huyên bỗng xen ngang, tiền bối, việc này để ta giải quyết cho. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp thành chủ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tất nhiên lão biết Diệp Huyên. Bây giờ Diệp Huyên ở thần quốc cũng có độ nổi tiếng nhất định. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, chuyện lần này ta cũng có một phần trách nhiệm, Diệp Huyên ta không phải người dám làm không dám chịu,
nếu chuyện đã liên quan đến ta, ta sẽ phụ trách tới cùng. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người định phụ trách như thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có một thứ có thể hấp thu địa linh chi lực, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, cho dù nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể thử một lần xem sao. Nói xong, đạo tắc đại địa xuất hiện giữa lông mày hắn, chẳng mấy chốc sau, những địa linh chi lực ở dưới kia bắt đầu hội tụ về phía hắn, trong khoảnh khắc, Diệp Huyên như bị dung nham bọc lại. Diệp Huyên ngây người, một khắc sau, sắc mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, đau thật đó. Nhưng nội tâm hắn lại cười như nở hoa, mẹ nó thoải mái ghê. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Diệp Huyên, Tả Tịnh ngẩn ra, chẳng mấy chốc sau, nước mắt lại lã chã rơi xuống, trong lòng không ngừng nói thầm, xin lỗi. Ông lão Đao Tông kia lúc này đây đã ngớ người ra. Diệp Huyên này lại hy sinh bản thân vì Đao Tông ư. Lão có chút mờ mịt. Diệp Huyên cách đó không xa đang điên cuồng hấp thụ những địa linh chi lực kia, đám địa linh chi lực này sau khi bị hắn hấp thu lại bị đạo tắc đại địa khống chế, cuối cùng chúng đổ cuồn cuộn vào trong đạo tắc đại địa. Mà những địa linh chi lực này khi chảy ngang qua dọc các cơ quan trong người, cơ thể hắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Bởi vì có đạo tắc đại địa nên những địa linh chi lực này không hề gây tổn hại gì đến cơ thể của hắn. Đạo tắc đại địa trời sinh đã khắc hết tất cả năng lượng và sức mạnh đến từ đại địa. Cứ thế, khoảng một canh giờ sau những địa mạch chi lực dưới lòng đất kia đã bị hắn hấp thụ hết, xong việc, hắn nằm dưới đất một lát, mặt vô cùng vặn vẹo, ta đau đớn quá. Chương 1866, người ta đang đau lòng đây này. Tả Tịnh ở bên vội vàng đỡ lấy hắn, ngươi không sao đấy chứ. Giọng nói hơi run rẩy. Thân thể Diệp Huyên vẫn co giật từng cơn, như bị động kinh vậy. Tả Tịnh vội vàng nhìn sang ông lão, vẻ mặt rất lo lắng, đại gia gia, mau cứu hắn đi. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói, tiểu tử này có chút kỳ lạ. Tả Tịnh cả giận nói, có gì mà lạ chứ? Hắn đã cứu Đao Tông chúng ta đó. Đại gia gia, sao người lại máu lạnh như vậy chứ? Sau này con sẽ không gọi người là gia gia nữa. Lão già, con gọi người là lão già. Ông lão có hơi cạn lời, lão nhìn Diệp Huyên đang nằm trên đất, sau đó búng tay một cái, một bình ngọc trắng đáp xuống trước mặt Diệp Huyên. Tả Tịnh vội vàng mở bình ngọc trắng ra, sau đó đổ tất cả đan dược ở bên trong ra đút cho Diệp Huyên. Cứ thế, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, hắn có hơi mơ màng, ta còn sống sao? Tả Tịnh vội vàng đáp, sống, còn sống. Diệp Huyên thở dài ra một hơi, còn sống à? Tả Tịnh hơi, kiếm tu vô liêm sỉ. Xin lỗi. Diệp Huyên nhìn Tả Tịnh rồi thấp giọng thở dài, sao lại khách khí như vậy? Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải chuyện rất bình thường à? Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên, người xem ta là bạn bè sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tả Tịnh đột nhiên bật khóc ta trước đó còn muốn cướp đồ của ngươi, ta thật sự rất xấu xa. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão cách đó không xa bỗng nói, nhà đầu, qua đây. Tả Tịnh không trả lời mà vẫn đứng khóc. Ông lão trầm giọng nói, qua đây. Tả Tịnh có chút bất mãn, người ta đang đau lòng đây này. Ông lão lắc đầu thở dài, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, Diệp thành chủ, theo ta được biết, bệ hạ đang định đích thân đến thần võ thành của ngươi, nếu ngươi không mau trở về, e là thần võ thành sẽ bị san bằng. Nghe vậy, Diệp Huyên biến sắc. Hắn suýt nữa quên vụ này. Cô bé thần quốc kia bảo rằng muốn thần võ thành đầu hàng. Diệp Huyên lập tức đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tả Tịnh, Tả Tịnh cô nương, ta phải đi trước một chuyến rồi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn vội ngự kiếm rời khỏi, biến mất ở nơi chân trời xa xôi. Tả Tịnh ngây cả người, vậy là đi rồi. Cách đó không xa, ông lão trầm giọng nói, nhà đầu, sau này tránh xa tiểu tử đó ra một chút. Tiểu tử này thoạt nhìn không phải người đứng đắn gì. Chương 1867, đó chính là thần võ thành. Tả Tịnh bất mãn nhìn ông lão, đại gia gia, sao người lại nói người ta như thế? Người đúng là xấu xa. Nói xong, nàng ta cầm đao nghiệp hỏa kia xoay người rời đi. Ông lão, chấm chấm chấm. Trên tầng mây, Diệp Huyên ngự kiếm lướt nhanh. Lúc này đây tâm trạng hắn rất nặng nề. Cô bé thần quốc kia muốn thần võ thành thần phục, mà một khi thần phục,
toàn bộ thần võ thành phải cúi mình nghe mệnh lệnh của đối phương. Hắn không thích như vậy. Thế nhưng hắn lại hiểu rất rõ rằng thần võ thành bây giờ căn bản không chống đỡ lại được cô bé kia. Làm sao bây giờ? Phiền muộn. Diệp Huyên suy tư hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đến nói chuyện đàng hoàng. Nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên tăng nhanh tốc độ. Càng ngày càng nhiều thế lực của thần quốc tràn vào ba hoang giới, mà dù những thế lực này trực tiếp xâu xé ba hoang giới, nhưng lại không hề tàn sát. Điều này tất nhiên đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu đến các thế lực ở bản địa. Mà thần quốc bây giờ lại có thực lực quá mạnh mẽ, thế nên chẳng có ai dám phản kháng lại họ. Cho dù là liên minh trật tự và thần đạo quân, còn có đường tộc và yêu tộc, toàn bộ đều trốn sang hải vực Di Thiên. Hải vực Di Thiên vô cùng rộng lớn, lại nhiều đảo lớn nhỏ, dễ thủ khó công, thêm vào đại bộ phận quân đội của thần quốc đều trấn thủ ở từng địa phương riêng lẻ. Thế nên nhóm thế lực liên minh trật tự đến giờ vẫn chưa bị diệt trừ tận gốc. Ngoài ra còn có một loại nữa. Đó chính là thần võ thành. Hiện tại thần võ thành vẫn chưa thần phục thần quốc, mà thần quốc cũng không hề phái cường giả đến tấn công thần võ thành. Nhưng tất cả mọi người đều biết, thần võ thành còn có thể tiếp tục duy trì lối sống ẩn dật như khi xưa nữa được ư. Chấm chấm chấm. Thần võ thành. Sau khi Diệp Huyên trở lại thần võ thành, hắn lập tức triệu tập đám người An Lan Tú. Trong đại điện, cường giả võ viện và kiếm tông đều có mặt. Chương 1868. Huynh tự quyết định đi. Sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị. Sự mạnh mẽ của thần quốc đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ quá nhiều. Trong tình huống này, thần võ thành muốn đối kháng với thần quốc là điều bất khả thi. Diệp Huyên cười nói, mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình. Phía dưới, một cường giả võ viện bỗng lên tiếng, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyên mỉm cười, đúng là đánh không lại. Mọi người đều nhìn sang Diệp Huyên đứng dậy, nhẹ giọng nói, nếu mọi người tin tưởng ta, vậy thì để ta giải quyết chuyện này đi. Mọi người gật đầu. Bọn họ không hề nghi ngờ Diệp Huyên. Mà bây giờ cũng chỉ có thể chọn cách tin Diệp Huyên thôi. Chẳng mấy chốc, mọi người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và An Lan Tú. An Lan Tú đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, huynh định làm gì? Diệp Huyên nhìn ra ngoài điện, cười bảo, còn làm gì được nữa? An Lan Tú trầm giọng nói, thực lực của chúng ta cách biệt quá lớn với bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, ta biết chứ. An Lan Tú lại nhìn hắn, huynh tự quyết định đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng ở trong điện tròn một canh giờ, mà trong một canh giờ này, chẳng ai biết Diệp Huyên đã làm gì. Bên ngoài đại điện, Diệp Huyên vẫn đang lẳng lặng đứng. Mà lúc này, một cô bé đi đến trước cổng thành thần võ thành. Người này chính là thần chủ thần quốc. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy đen nhỏ nhắn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, tóc đen được một dải lụa tím buộc cao lên, trông rất ngầu. Phía sau cách cô bé chừng trăm trượng có 10 tên áo đen đang đứng. 10 tên áo đen này đều mang mặt nạ đen nốt, eo dắt trường đao, không nhìn ra được sâu cạn. Mà ở trước mặt 10 người này còn có một người đàn ông bịt mắt. Người đàn ông nọ khoảng 30 tuổi, thân mang đồ đen, trong tay còn cầm một thanh trường đao bóng loáng. Chương 1869. Hoan nghênh đến kiếm tông. Cô bé đứng phía xa xa kia bước vào trong thành. Người đàn ông bịt mắt và 10 người kia định theo sau thì cô bé lại giơ tay phải lên, 11 người lập tức lui lại. Chẳng mấy chốc cô bé đã vào trong thành. Hai bên đường phố trong thành vẫn rất náo nhiệt, bởi vì rất ít người biết mặt cô bé này. Cô bé bước chậm về phía trước, dọc đường đi, hai bên đường phố thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt về phía bé. Cô bé không nhìn một ai cả, chỉ tiếp tục bước về trước, đúng lúc này, một người đàn ông bỗng đến trước mặt cô bé. Gã nhìn cô bé rồi cười hì hì, tiểu muội muội, trông muội có vẻ như vừa đến thần võ thành đúng không? Cô bé gật đầu. Thấy thế, người đàn ông sáng mắt lên, gã vội nói, trong thần võ thành này nhiều người xấu lắm, muội phải cẩn thận đấy. Cô bé gật đầu, được. Người đàn ông còn muốn nói tiếp, nhưng cô bé đã cắt ngang, sống sót không dễ, đi đi. Nghe thế, người đàn ông run lên, một lát sau, gã nhìn cô bé chằm chằm. Sau đó xoay người rời đi.
Cô bé nhẹ giọng nói, cha thử xem, nếu làm nhiều chuyện ác thì đừng để gã sống nữa. Trong bóng tối, có một người yên lặng thối lui. Cô bé tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, cô bé đã đến dưới chân núi Kiếm Tông, mà ở nơi đó có một thanh niên đang đứng. Người đó chính là Diệp Huyên. Cô bé nhìn Diệp Huyên, hắn cười xòa, hoan nghênh đến Kiếm Tông. Cô bé nhìn hắn, sống chết của vô số người trong Thần Võ Thành, đều tùy thuộc vào một suy nghĩ của ngươi. Diệp Huyên ngẫm một lát, sau đó đi đến trước mặt cô bé, hắn cười nói, trước tiên chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui này nữa. Nào, ta làm một vài món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một chiếc bàn ngọc xuất hiện trước mặt hai người. Trên bàn có hơn 10 món ăn. Cô bé không từ chối mà ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn những món ăn ở trên bàn, ngươi làm à? Diệp Huyên gật đầu, ta làm đó. Cô bé khẽ gật đầu, định nhấc đũa thì lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Chương 1870, Diệp Huyên nấu ăn luôn rất ngon. Tiểu Linh Nhi nhìn cô bé kia, sau đó lại quay sang Diệp Huyên, ta cũng muốn ăn. Diệp Huyên cười ha ha, được thôi, ăn chung đi. Tiểu Linh Nhi mỉm cười, sau đó cầm đũa chuẩn bị gắp thì Diệp Huyên lại nói, để khách ăn trước. Tiểu Linh Nhi ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía cô bé, ý là ngươi mau ăn đi. Cô bé nhìn Tiểu Linh Nhi, bản nguyên chi linh đặc thù. Tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Tiểu Linh Nhi hỏi, nghĩa là rất lợi hại à? Cô bé gật đầu. Tiểu Linh Nhi lại vội hỏi, sẽ lợi hại thật sao? Cô bé nhìn Tiểu Linh Nhi, theo ta thì sẽ rất lợi hại, còn theo hắn thì thành tựu có hạn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng hắn đúng là hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn không ngờ cô bé lại coi trọng Tiểu Linh Nhi như thế. Tiểu Linh Nhi lại lắc đầu ngay. Không theo ngươi đâu. Cô bé gật đầu, cũng không hỏi tại sao. Từ trước đến giờ nàng ta chưa từng cưỡng cầu bất cứ điều gì. Giống như bảo vật của Diệp Huyên, bảo vật này không chọn đi theo nàng ta, thì nàng ta cũng không ép buộc. Nếu là của ta, thì nhất định là của ta. Còn nếu đã không phải, có cho ta cũng không cần. Cô bé cầm lấy đũa gắp một miếng nấm cho vào trong miệng, một lát sau, nàng ta khẽ gật đầu, rất ngon. Thấy cô bé đã động đũa, Tiểu Linh Nhi cũng vội vàng gắp đồ ăn. Diệp Huyên nấu ăn luôn rất ngon. Một lát sau, cô bé nói, vũ trụ hỗn độn này, ngoại trừ thần quốc ta, không còn bất kỳ thế lực siêu nhiên nào nữa. Nho gia không được, binh gia không được, tung hoành gia cũng không được, thần võ thành ngươi, càng là không được. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, vũ trụ hỗn độn này phải thống nhất, là thống nhất chân chính về mặt ý nghĩa. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu, hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là không có chấp niệm quá lớn với quyền lực, vì sao ngươi lại muốn thống nhất vũ trụ hỗn độn? Cô bé hỏi ngược lại, thống nhất vũ trụ hỗn độn không tốt à? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ tò mò thôi. Cô bé đặt đũa xuống, trách nhiệm các đời thần quốc chính là thống nhất vũ trụ hỗn độn. Ta là thần chủ, vậy có nghĩa đây là trách nhiệm của ta? Chương 1871, ta vẫn muốn tranh đấu một chút. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, người có biết tại sao ba hoang giới của các ngươi dù hợp lực lại vẫn thua chúng ta không? Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực không bằng các ngươi. Cô bé lắc đầu, không hẳn là vậy. Nguyên nhân chính là các ngươi không có lòng trung thành, ba hoang giới đều tự làm theo ý mình, từng người đều có tính toán riêng của bản thân. Bên phía các ngươi, lợi ích là trên hết. Căn bản không có khái niệm về quốc gia. Trong lòng tất cả mọi người chỉ có lợi ích, và vì lợi ích, họ có thể bán đứng tất cả mọi người. Các ngươi chỉ chiến đấu vì bản thân, mà một khi bất lợi về phía mình, các ngươi sẽ lập tức thay đổi suy nghĩ, sẽ trở nên hỗn loạn không đoàn kết, thậm chí còn trở mặt thành thù. Nói đến đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, chúng ta vì lợi ích, nhưng cũng vì niềm tin. Mà các ngươi, lại không có niềm tin. Diệp Huyên trầm mặc. Như cô bé nói, bên phía bọn họ chỉ làm theo ý của mình, căn bản không có khái niệm về quốc gia. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết mình tại sao lại phải chiến đấu, tất nhiên, nhiều hơn hết là những kẻ chỉ chiến đấu vì mình, người đến chiến đều chỉ muốn đạt được lợi ích. Dưới tình huống này, làm sao đối mặt được với thần quốc? Tuy thần võ thành đoàn kết, nhưng thực lực lại kém quá xa.
Cô bé đứng dậy, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu, ngươi có một thân ngông cuồng, ngươi không sợ thần quốc ta. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, ngươi là thành chủ thần võ thành, chỉ cần một quyết định của ngươi, là sẽ ảnh hưởng đến vô số sự sống cái chết của người thần võ thành chưa? Nói xong, nàng ta đến trước mặt Diệp Huyên, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào lồng ngực hắn, kiếm của kiếm tu, thà gãy chứ không cong, thế nhưng nó không có nghĩa là kiếm tu có thể ích kỷ cho mỗi bản thân. Nếu ngươi là cá thể độc lập, ngươi có thể làm vậy, nhưng ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên cười nói, thật ra ngươi hoàn toàn có thể nghiền nát thần võ thành này, sao lại còn kiên nhẫn đến gặp ta nói những lời này? Cô bé không trả lời, nàng ta ngồi xuống, sau đó nói, bây giờ ngươi thể nói cho ta biết đáp án của mình rồi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta vẫn muốn tranh đấu một chút. Cô bé nhìn Diệp Huyên. Mà lúc này, sau lưng nàng ta xuất hiện 11 người. Với 11 người này, thần võ thành không có bất kỳ ai có thể chống đỡ được. Lúc này Diệp Huyên lại nói, như vậy có được không, bản thân ta liều với các ngươi trước một phen, nếu ta đấu không lại, khi đó thần võ thành sẽ nghe theo lời của các ngươi. Còn nếu ta chống đỡ được, thần võ thành vẫn sẽ như trước đây, không bị bất kỳ một ai khống chế. Tất nhiên, chúng ta sẽ chỉ ở trong thần võ thành, không ra ngoài phát triển thế lực. Được không? Cô bé nhìn Diệp Huyên, người không cam lòng, muốn liều mạng, nhưng lại không muốn thần võ thành trực tiếp khai chiến với thần quốc. Vì thế người muốn dùng danh nghĩa cá nhân để liều mạng trước với chúng ta một lần sau. Chương 1872. Vậy thì đáng tiếc quá. Diệp Huyên gật đầu. Cô bé nói, yêu cầu này có lợi với ngươi, nhưng không quá có ích với chúng ta. Vì thế ta cũng muốn nêu một yêu cầu. Diệp Huyên nói, ngươi nói đi. Cô bé đáp, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, được thôi. Cô bé gật đầu, trước tiên dẫn ta đến kiếm tông nhìn đã. Diệp Huyên đứng dậy, hắn thu bàn lại, sau đó nói, mời. Cứ thế, cô bé được Diệp Huyên dẫn đến trước đại điện kiếm tông, nơi đây có một bức tượng. Chính là tượng của người đàn ông áo xanh. Cô bé đi tới trước bức tượng người đàn ông áo xanh kia, im lặng nhìn một hồi lâu. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng không quấy rầy. Cô bé nhìn bức tượng người đàn ông áo xanh đó rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói, vì sao lần đại chiến Vạn Sơn Trường Thành đó, linh hồn hoặc phân thân của y chưa từng xuất hiện. Diệp Huyên cười khổ, đã bị dùng hết rồi. Cô bé khẽ gật đầu, vậy thì đáng tiếc quá. Nói xong, nàng ta xoay người lại nhìn Diệp Huyên, người muốn đấu một mình hay là gọi thêm người? Diệp Huyên cười nói, trước tiên đấu một mình đã. Cô bé gật đầu, ta bảo người đến. Diệp Huyên nhìn thẳng vào cô bé, ta đấu với ngươi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Đấu một mình. Diệp Huyên biết cô bé rất mạnh, vô cùng mạnh, ngay cả phân thân của Mục Nam Chi cũng không làm gì được cô bé này. Vậy là đã có thể tưởng tượng được cô bé này mạnh đến mức độ nào. Hơn nữa, cô bé trước mắt này còn là một vị kiếm thần. Có thể nói, đối với cô bé này, hắn có sự kiêng dè nhất định, hoặc phải nói là có chút sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Huyên hắn là con người, không phải thần tiên, tất nhiên cũng sẽ biết sợ. Nhưng hắn chưa bao giờ né tránh nỗi sợ của bản thân. Càng sợ, hắn càng muốn khiêu chiến. Có thể thua, nhưng không thể sợ. Cô bé nhẹ giọng nói, ngươi khiến ta có chút bất ngờ. Diệp Huyên cười nói, bất ngờ cái gì? Chương 1873, toàn bộ đều là vị trí chí mạng. Cô bé nhìn Diệp Huyên, ở thần quốc, từ năm 10 tuổi, đã không một ai dám khiêu chiến với ta. Diệp Huyên cười nói, ta cũng rất ít khi khiêu chiến người khác, nhưng ta thật sự muốn đấu với ngươi một trận đấu chân chính. Không có bất kỳ ngoại vật nào. Cô bé gật đầu, được thôi. Diệp Huyên nói, ta có thể để đệ tử kiếm tông đến quan sát không? Cô bé nhìn Diệp Huyên, có thể. Chẳng mấy chốc, các đệ tử kiếm tông đã đến sân. Cô bé khẽ nhấc tay phải lên, bên ngoài 10 trượng, có một cành gỗ đột nhiên bay đến trong tay nàng ta. Diệp Huyên bỗng thấy có chút khó nhằn, hắn vốn định dùng một thanh kiếm bình thường, vậy mà người ta lại dùng một cành gỗ. Da mặt hắn có dày hơn nữa cũng không tiện cầm kiếm đâu. Vậy là hắn cũng nhấc tay lên, một cành gỗ rơi vào lòng bàn tay hắn.
Cô bé nhìn Diệp Huyên, ở bên ta, kiếm đạo chia làm ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất là mộc kiếm cảnh, loại thứ hai là thần kiếm cảnh, loại thứ ba là mộc kiếm cảnh. Mỗi thanh kiếm đều đại diện cho một cảnh giới. Mà ngươi bây giờ hẳn đã là thần kiếm cảnh, vì thế ngươi có thể dùng kiếm thiên chu của mình. Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn thử mộc kiếm. Cô bé gật đầu, ra tay đi. Diệp Huyên nói, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên, chớp mắt đã phóng đến trước mặt cô bé. Cô bé đâm một kiếm ra, là một chiêu kiếm rất bình tĩnh, chiêu kiếm này lập tức đâm xuống tia sáng sắc lạnh rồi làm nó vỡ vụn tan biến. Diệp Huyên đang định tung chiêu lần nữa thì đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ba ảo ảnh của cô bé, một khắc sau, ba thanh kiếm riêng biệt đâm về giữa lông mày, sau gáy và bụng hắn. Toàn bộ đều là vị trí chí mạng. Sắc mặt Diệp Huyên khẽ biến, hắn cầm kiếm quét ngang một đường. Nhưng chiêu kiếm này lại chỉ quét vào hư không, một chốc sau, một thanh kiếm khác đã đâm vào ngực hắn. Kiếm đâm vào nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe. Mà gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên lại tung một kiếm về phía cô bé. Hắn theo bản năng chọn cách lấy mạng đổi mạng. Chương 1874, nỗ lực rất quan trọng. Nhưng trong tích tắc hắn xuất kiếm đó, cô bé đã chẳng biết tự khi nào lui về chỗ cũ. Diệp Huyên nhìn cô bé nhẹ giọng nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên trở nên mờ ảo. Diệp Huyên cách đó không xa lập tức biến sắc, hắn vừa muốn xuất kiếm thì cô bé đã trở về chỗ cũ, lúc này đây, trên người hắn đã có hơn 10 vết kiếm chém. Cô bé nhìn Diệp Huyên, mắt thường vĩnh viễn không sánh bằng tâm nhãn. Tốc độ xuất kiếm bằng tay vĩnh viễn không sánh bằng xuất kiếm bằng tâm. Lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm, mới đạt đến mức nhanh nhất. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tâm kiếm à? Cô bé gật đầu, thử xem. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn đột nhiên biến mất, lần này, tốc độ của Diệp Huyên đã nhanh hơn trước một chút, nhưng vẫn không quá nổi bật. Cô bé ở phía xa đột nhiên giơ tay tung ra một chiêu kiếm. Diệp Huyên trở lại chỗ cũ. Cô bé nhìn Diệp Huyên, tâm vô tạp niệm, một kiếm chu tiên. Diệp Huyên ở phía xa trầm mặc. Chênh lệch. Hắn chân chính cảm nhận được sự chênh lệch. Thực lực của cô bé này, cho dù là một vị cường giả đế cảnh cũng không sánh bằng. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cười khổ. Trên thế giới luôn có một số người ưu tú đến mức nghịch lý, khiến người ta phải cảm thán, giữa người và người sao lại có chênh lệch lớn đến vậy. Nỗ lực rất quan trọng. Thế nhưng, rất nhiều lúc thiên phú còn quan trọng hơn. Mà ngoại trừ thiên phú, hoàn cảnh cũng quan trọng ngang ngửa vậy. Đáng sợ nhất là, có người hoàn cảnh đã tốt, thiên phú hơn người, lại còn nỗ lực vươn lên. Diệp Huyên nhìn cô bé, ta không đánh lại ngươi. Chịu thua. Làm người, sợ nhất không phải là thua trận, mà là không dám chịu thua. Lúc này đây, hắn có hơi hối hận vì lúc trước khi cô gái váy trắng còn ở đây, hắn đã không nghiêm túc học tập kiếm đạo với nàng ấy. Chương 1875, 10 năm. Mà bây giờ, cho dù muốn học, cũng không tìm được người để học. Chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tìm hiểu. Mà lúc Diệp Huyên nói ra câu ta không đánh lại ngươi kia, hắn bỗng cảm thấy toàn thân thả lỏng, có sự ung dung trước nay chưa từng có. Diệp Huyên hắn không muốn bại trận dưới tay bất kỳ một thế hệ trẻ nào, mà đối với cô bé này, hắn thật sự từ tận đáy lòng hy vọng mình không bị đánh bại, bởi vì từ Thanh Thành đến hiện tại, hắn căn bản chưa từng thua một người trẻ tuổi nào cả. Nhưng mà không ngờ rằng, điều này đã trở thành chấp niệm. Rất nhiều thứ, càng cưỡng cầu, càng không có được, càng chấp niệm, càng để mất đi. Chịu thua, chính là bỏ xuống chấp niệm. Vừa buông bỏ chấp niệm, lòng người tự nhiên nhẹ hẫng, lòng nhẹ, kiếm nhanh. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu nhìn cô bé, đánh lại một trận nhé. Đánh lại một trận. Xung quanh, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Giọng nói của Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn cứ thế nhìn cô bé. Nhưng cô bé lại lắc đầu, người đã ngộ ra, sẽ có sự lột xác, nhưng đáng tiếc người bây giờ vẫn không phải là đối thủ của ta. Nói xong, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, cành gỗ chậm rãi bay đến một bên rồi hạ xuống. Mà lúc này, cành gỗ đột nhiên bay đến trước mặt cô bé, nó hơi rung lên.
Cành gỗ vốn không có linh, thế nhưng vừa nãy cô bé đã cho nó một tia linh. Kiếm vì người mà sống. Cô bé nhẹ nhàng vuốt ve cành cây, rồi khẽ nói, ngươi không hợp để theo ta, cứ ở lại đây, để kiếm ý nơi đây chậm rãi tẩm bổ cho người, ngày khác nếu có cơ duyên, tự sẽ có tạo hóa. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Như nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, ngươi thua rồi. Người của ta sẽ tiếp quản thần võ thành. Nói xong, nàng ta đi về phía xa xa. Thế nhưng chẳng mấy chốc sau, nàng ta lại dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyên, người hy vọng thần võ thành sẽ tự do. Diệp Huyên gật đầu. Cô bé nói, nếu ngươi thay ta làm một chuyện, ta có thể để thần võ thành tự do 10 năm. 10 năm, chương 1876, hắn càng thấy không cam lòng. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Nếu cô bé đã đồng ý cho thời hạn 10 năm, vậy đây chắc chắn là một chuyện tốt đối với hắn. Thời gian 10 năm, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Nhưng vào lúc này, cô bé lại nói, lát nữa ngươi sẽ biết, theo ta. Diệp Huyên. Cứ như vậy, Diệp Huyên theo cô bé rời khỏi thần võ thành. Trên lưng một con cự long màu vàng, cô bé đứng ở trên đầu rồng, chắp hai tay ra sau lưng, khép hờ hai mắt. Ở bên cạnh cô bé là Diệp Huyên, mà phía sau hai người là 11 cường giả áo đen. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, người cần ta làm gì? Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bởi vì thần quốc nhiều cường giả như vậy, mà đối phương cứ nhất thiết chỉ đích danh hắn, đây chắc chắn là chuyện không hề bình thường. Cô bé mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, người sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người của ngươi sẽ không nhúng tay vào thần võ thành đúng không? Cô bé gật đầu, sẽ không. Nhưng võ viện và kiếm tông của thần võ thành ngươi không được ra ngoài mở rộng. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, bây giờ chúng ta chỉ muốn phát triển tại chỗ. Cô bé khẽ gật đầu, nàng ta lại chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Huyên thì ngồi xếp bằng xuống đất. Lúc này đây, hắn nhớ lại những điều cô bé từng nói với hắn. Lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm. Trước đây không lâu, lúc hắn bị A Việt nhốt lại, khi đó hắn đã ngộ đạo thành thánh. Vào lúc ấy, hắn đã hiểu rõ được lòng mình. Mà lúc giao thủ với cô bé, hắn có chấp niệm trong lòng, hắn không muốn thua, nhất là không muốn bại bởi một kiếm tu cùng thế hệ. Càng không muốn thua, hắn càng thấy không cam lòng. Mà ngay khoảnh khắc hắn chịu thua đó, hắn phát hiện toàn thân được thả lỏng, cảm giác này vô cùng thoải mái, giống như chút được gánh nặng. Hắn biết bởi vì tâm tình của mình đã thay đổi, khiến cho kiếm đạo của hắn cũng có sự thay đổi. Còn thay đổi gì, hắn cũng chưa rõ. Một đường tu kiếm đạo, mỗi một sự kiện đều cho hắn những cảm ngộ khác nhau. Chương 1877, đã biết vị trí đại khái. Có lẽ, đây chính là cuộc đời. Mà giờ khắc này, hắn thật sự thấy nhớ cô gái váy trắng. Nếu nàng ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn rất nhiều nghi hoặc trên phương diện kiếm đạo của bản thân sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ... hắn làm gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân tự giác ngộ ra. Nếu ngộ không hết hay ngộ sai. Đúng lúc này, cô bé đột nhiên lên tiếng, đến rồi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, cúi đầu nhìn xuống. Trật tự thành. Cự long màu vàng đáp xuống, Diệp Huyên cùng cô bé nhảy xuống đất. Cô bé dẫn Diệp Huyên đi đến phủ thành chủ. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vẫn chưa biết nên xưng hô với ngươi như thế nào. Cô bé nói, tiểu thất. Diệp Huyên sửng sốt, tiểu thất. Tiểu thất gật đầu, có vấn đề gì à? Diệp Huyên cười mỉm, tên này đơn giản thật đấy. Chắc là có hàm nghĩa gì nhỉ? Tiểu thất lạnh nhạt nói, cứ là tiểu thất thôi. Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, tiểu thất đã dẫn Diệp Huyên đến phủ thành chủ, ở đây có 7 người. Trong đó hắn biết 2 người, chính là 2 ông lão ôm kiếm đứng sau tiểu thất ngày trước. Hai người này là Hướng Kình và Hướng Hữu. Trong đó Hướng Kình đã từng gặp mặt hắn ở Đăng Thiên Thành. Mà ngoài hai người này còn có 3 ông lão khác, 3 người này lần lượt là Lỗ Phu Tử của Nho Gia, Hàn U Tử của Binh Gia, cùng với Vương Cảnh Chi của Tung Hoành Gia. Còn có một người đàn ông trung niên ôm đao, người đàn ông trung niên này mặc một trường bào màu trắng, hai mắt khép hờ, như đang trầm tư điều gì. Thấy Diệp Huyên, mọi người đều có chút kinh ngạc.
Cô bé chọn một chỗ ngồi xuống, lúc này mọi người còn lại mới thay nhau ngồi xuống theo. Cô bé nói, đã điều tra ra vị trí của nó chưa? Hướng Kình gật đầu, đã biết vị trí đại khái. Tiểu Thất hỏi, thực lực như thế nào? Hướng Kình trầm giọng nói, không biết. Tiểu Thất gật đầu, để Thiên Cơ Tông tiếp tục điều tra. Chương 1878. Sau này ngươi sẽ biết, đi theo ta. Hướng Kình nói, bọn họ đã dốc toàn lực điều tra, nhưng đối phương ẩn nấp cực sâu, e là cần một chút thời gian mới có thể xác thực được vị trí. Tiểu Thất trầm mặc một chốc, sau đó nói, liên minh trật tự, đường tộc và yêu tộc bây giờ như thế nào rồi? Hướng Kình nói, bọn họ đã chạy trốn tới hải vực Di Thiên, khu vực này quá lớn, rắc rối phức tạp, thêm vào họ lại chia thành tốp nhỏ để ẩn nấp, vì thế trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu diệt được toàn bộ. Nhưng chờ chúng ta ở đây ổn định lại xong xuôi, khi ấy có thể phái người cùng vây quét một lượt. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, có người đồng ý quy thuận không? Hướng Kình trầm giọng nói, có, nhưng rất ít. Tiểu Thất gật đầu, chuyện này để Nam Cung đi xử lý, nếu liên minh trật tự, yêu tộc và đường tộc đồng ý quy thuận, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu bọn họ mãi chấp mê không tỉnh, phái cận vệ quân đến hải vực Di Thiên. Không lưu lại một ai. Hướng Kình gật đầu, đã rõ. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, các ngươi hẳn là đang tò mò tại sao ta lại mời hắn đến đây. Hướng Kình gật đầu. Tiểu Thất nói, ta quyết định cho hắn tham gia vào lần hành động này của chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Người đàn ông trung niên ôm đao bỗng mở mắt ra nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Hướng Kình do dự một chốc rồi sau đó nói, bệ hạ, hắn thật sự. Quá yếu. Diệp Huyên. Tiểu Thất nói, hắn sẽ hữu dụng. Hướng Kình gật đầu, vậy nghe theo sắp xếp của bệ hạ. Tiểu Thất nói, các ngươi lui xuống trước đi. Đám người Hướng Kình xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên hỏi, các ngươi định làm gì? Tiểu Thất nói, sau này ngươi sẽ biết, đi theo ta. Nói xong, nàng ta đi về phía xa xa. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đã biết cái gì gọi là lên thuyền giặc rồi. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất dẫn Diệp Huyên đến một sân tập võ. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, ngươi muốn luận bàn với ta sao? Luận bàn với Tiểu Thất này, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Nhưng Tiểu Thất lại lắc đầu, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, ba người máy cầm trường kiếm trong tay xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 1879. Nhanh, chuẩn, ác. Diệp Huyên kinh ngạc nói, người muốn ta đối luyện với chúng nó à? Tiểu Thất gật đầu, đây là thứ ta từng dùng khi tu luyện lúc trước, người có thể thử xem. Diệp Huyên nhìn ba người máy nọ. Một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất, mà gần như cùng lúc đó, ba người máy đứng cách đó không xa đột nhiên xuất kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo tiếng xé rách không trung vang lên, Diệp Huyên trong nháy mắt đã lui về chỗ cũ. Mà vừa dừng lại, ba thanh kiếm đã đột nhiên đâm về phía hắn từ ba góc độ khác nhau. Nhanh, chuẩn, ác. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định cầm kiếm thì cô bé đang đứng cách đó không xa đột nhiên nói, không cho ngươi dùng kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên. Cứ như thế, Diệp Huyên bắt đầu màn bị ngược bi thảm. Chấm chấm chấm. Ở trong tinh không mịt mù, một người khổng lồ vác một chiếc bia dài ngàn trượng đang chậm rãi tiến bước. Mỗi bước đi của người khổng lồ đều khiến toàn bộ tinh không rung lên kịch liệt. Người khổng lồ đi thẳng về phía trước, cũng không biết đã đi được bao lâu. Một ngày nọ, người khổng lồ bỗng dừng lại, gã nhìn về phía xa xa, ánh mắt sâu thẳm, mà chiếc bia mộ trên vai gã kia bỗng rung lên, hai chữ màu đỏ như máu trên bia mộ ngày càng sẫm màu. Hai chữ lớn màu đỏ máu kia chính là Diệp Huyên. Một lát sau, người khổng lồ bước tiếp. Chấm chấm chấm. Ở một nơi không biết tên, nơi này có một vài hòn đảo trôi nổi trong tinh không, mà trên đảo có một tòa cung điện. Cả hòn đảo nhỏ có tiên khí lượn lờ phủ quanh, tựa như tiên cảnh. Ở bên trong cung điện, một cô gái mặc váy trắng đang ngồi lặng yên. Trong tay cô gái cầm một cuốn sách, mà bên tay trái nàng lại đặt hai cái mai rùa. Người này từng là tộc trưởng của đường tộc Mục Nam Chi. Đột nhiên, Mục Nam Chi cau mày lại, bà ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bấm tay tính toán, một lát sau, sắc mặt bà thay đổi, nàng điên rồi sao?
Vừa dứt lời, bà đột nhiên đứng dậy rời đi. Chương 1880. Can đảm đấy. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong cung điện, chủ nhân định đi đâu? Về vũ trụ hỗn độn. Chấm chấm chấm. Ở một nơi nào đó trong tòa thành nọ, trước một tiệm rèn, một người đàn ông râu mép lún phún đang ngồi trên ghế, mà bên hông gã có một thanh kiếm nát. Người đàn ông say khướt dựa vào ghế. Đúng lúc này, không gian trước mặt gã đột nhiên chấn động, một giọng nói vang ra từ trong đấy. Một lát sau, người đàn ông bỗng mở choàng hai mắt, trong mắt lấp lóe kiếm quang, can đảm đấy. Vừa dứt lời, gã đột nhiên đứng dậy ngự kiếm phóng lên trời. Lúc này, một cô gái trong tiệm rèn đuổi theo, người muốn đi đâu? Phía chân trời vang lên một giọng nói, trở về. Cô gái cả giận bảo, kiếm Nam Sơn, không phải ngươi đã nói là không quản việc của kiếm tông nữa sao? Phía chân trời lại có giọng nói truyền đến, không liên quan đến kiếm tông. Chờ ông đây trở về. Chấm chấm chấm. Một chỗ trước vách núi nọ, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, quanh thân người đàn ông trung niên đã có cỏ dại mọc lác đác. Ai cũng không biết người đàn ông trung niên này đã ngồi ở đây bao lâu. Bỗng. Không gian trước mặt người đàn ông trung niên khẽ rung lên. Một lát sau, người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ông ta lỏ lên một tia hàn quang, có người còn ngông nghênh hơn cả Chu Á Phu ta. Vừa dứt lời, ông ta đứng dậy rời đi. Chấm chấm chấm. Tại một nơi nào đó trong tinh hà, một người đàn ông đạp không mà đi, người đàn ông tóc dài xõa vai, bên hông dắt một thanh đao không bọc và một thanh kiếm có vỏ. Lúc này, không gian trước mặt người đàn ông đột nhiên rung lên. Người đàn ông dừng lại. Sau một chốc, người đàn ông nhẹ giọng nói, Diệt Thiên Đạo, thú vị đấy. Vừa dứt lời, người đó xoay lưng rời đi. Chấm chấm chấm. Trật tự thành, trong phòng, Tiểu Thất ngồi yên lặng. Ở trước mặt nàng ta có một thanh kiếm. Lúc này, một giọng nói vang lên ở ngoài cửa, bệ hạ, đã tra ra tung tích xác thực của Thiên Đạo. Nhưng mà hình như nó đang gọi người. Tiểu Thất khẽ gật đầu, biết rồi. Chương 1881, lấy tâm làm kiếm. Trong sân tập võ, Diệp Huyên vẫn đang đối luyện với ba người máy kia. Không thể không nói, khi cùng tập luyện với ba người máy này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Mà mỗi lần sau khi tập luyện xong, hắn đều sẽ ngồi xuống tĩnh tâm cảm ngộ. Ngộ. Lúc này Diệp Huyên mới chính thức hiểu rõ tầm quan trọng của chữ ngộ này, nhất là khi làm kiếm tu. Cứ như vậy, hắn tu luyện ở sân tập võ này tròn nửa tháng. Trong nửa tháng này, mọi mặt của hắn đều có sự tiến bộ vượt bậc. Nhất là ở phương diện sức mạnh và tốc độ, bây giờ hắn không cần đến long hồn và long lực, tốc độ và sức mạnh cũng đã tăng gấp mấy lần so với khi trước. Nhất là sau khi hắn lấy tâm làm kiếm. Lấy tâm làm kiếm. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Thất sẽ cách đoạn đấy đến, mỗi lần nàng ta đến, người máy kia lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên dừng lại, hắn xoay người liếc mắt nhìn, sau đó rời đi. Chấm chấm chấm. Bên ngoài trật tự thành. Diệp Huyên đi vào trong một khu rừng, trong rừng, hắn gặp được một người quen. Đường Thanh. Thấy Đường Thanh, Diệp Huyên có chút bất ngờ, Đường cô nương. Đường Thanh gật đầu, đến nơi khác nói chuyện. Nói xong, ả ta dẫn Diệp Huyên rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã theo Đường Thanh đến trong rừng sâu. Trên đường, Đường Thanh đột nhiên hỏi, người đã quy thuộc thần quốc rồi à? Diệp Huyên cười nói, không. Đường Thanh xoay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ cười bảo, Đường Thanh cô nương tới tìm ta hẳn là có chuyện gì chứ? Đường Thanh trầm mặc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Đường Thanh cô nương, ta phát hiện ra một chuyện, cô có biết là gì không? Chương 1882, vui cái gì? Đường Thanh lắc đầu. Diệp Huyên nói, ban đầu ta cùng các cô đối kháng với thần quốc, đáng tiếc bên phía chúng ta lại chưa từng đoàn kết bao giờ. Nhất là tinh chủ kia cứ nhiều lần muốn giết chết ta, mà ngoại trừ võ sư nam phái ra, không một ai đứng về phía ta cả. Ta nghĩ, yêu vương kia cũng muốn ta chết. Sở chân nhân cũng muốn ta chết, bao gồm cả tộc trưởng Đường tộc Đường Diêm các cô có lẽ cũng muốn như vậy. Đúng không? Đường Thanh trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, đối đầu với thần tộc, thật ra đám thế lực các người chưa từng nghĩ đến chúng sinh thay cho thiên hạ này,
các người chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà thôi. Nói xong, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi, rồi nhẹ giọng nói, năng lực ta có hạn, không làm được đấng cứu thế, chỉ cần ta, bạn bè, và cả thần võ thành bình an vô sự, thế là được rồi. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, sau khi thần quốc tiếp quản địa bàn của các thế lực các người, vẫn chưa hề ra tay tàn sát. Nhưng ta dám đảm bảo rằng, nếu các cô lại tiến vào thần quốc chắc chắn sẽ đổ sát sinh linh trăm họ, cô có tin không? Nghe vậy, Đường Thanh khẽ thở dài. Bởi vì ả ta biết Diệp Huyên đang nói sự thật. Nếu như bọn họ lại tiến vào thần quốc chắc chắn sẽ đổ sát muôn dân. Mà sau khi thần quốc tiến vào ba hoang giới lại chưa từng cướp bóc, đây là chuyện ả ta không ngờ được. Không chỉ thế, thần quốc còn thực hành chính sách vô cùng tốt cho một vài địa phương, hiện tại có thần quốc trấn áp, rất nhiều nơi đã giảm bớt chiến tranh. Tất nhiên, liên minh trật tự, đường tộc và cả yêu tộc chắc chắn đã tổn thất nặng nề. Tất cả đã mất hết. Diệp Huyên đột nhiên nói, đường cô nương, cô đến tìm ta làm gì? Đường Thanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không có chuyện gì thì không được tìm ngươi sao? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là không phải rồi, nhìn thấy Đường Thanh cô nương, ta cũng vô cùng vui vẻ. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, vui cái gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười, gặp gỡ mỹ nữ, đương nhiên là vui rồi. Đường Thanh lắc đầu, Diệp Huyên, nếu ngươi không có ý gì với phái nữ thì đừng tùy tiện đi quyến rũ người ta. Diệp Huyên, lúc này, Đường Thanh đột nhiên nghiêm túc lại, ta đã nhận được tin ngươi và cô bé kia đang ở cùng nhau nên mới đến tìm xem, ngươi nói ta biết, ngươi theo nàng ta làm gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đã đồng ý giúp nàng ta làm một chuyện. Chương 1883, ta sẽ không làm tổn thương nàng ta. Đường Thanh hỏi, đây là lý do tại sao nàng ta vẫn chưa quấy rầy đến thần võ thành à? Diệp Huyên gật đầu. Đường Thanh trầm mặc. Diệp Huyên nhìn về phía Đường Thanh, sao thế? Đường Thanh lắc đầu, người phải tránh khỏi nàng ta. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tại sao? Đường Thanh trầm giọng nói, sắp đến có lẽ thần quốc sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên hỏi, chuyện lớn gì? Đường Thanh trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, nếu Đường Thanh cô nương không muốn nói, ta cũng không cưỡng ép. Đường Thanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ là liên minh trật tự, yêu tộc cùng đường tộc chúng ta đang chuẩn bị tùy thời phát động phản công. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, phản công. Đường Thanh gật đầu. Diệp Huyên hỏi, lấy gì để phản công? Đường Thanh nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, nhưng bọn họ nếu đã dám chọn cách phản công, vậy thì chắc chắn đã có lòng tin. Vì thế sắp đến thần quốc có lẽ sẽ xảy ra biến cố, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi nàng ta đi. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vã gọi lại, Đường Thanh cô nương. Đường Thanh xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu cô có cần gì, nhớ nói cho ta biết, bất cứ lúc nào cũng được. Đường Thanh nhìn hắn, tự thân ngươi bảo trọng đi. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng thật lâu, cuối cùng mới xoay người trở về. Sau khi trở lại trật tự thành, hắn phát hiện Tiểu Thất đang ở trong sân tập võ. Tiểu Thất nói, nàng ta chính là Đường đại tiểu thư của Đường tộc. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, bị phát hiện rồi. Tiểu Thất nói, ta sẽ không làm tổn thương nàng ta. Diệp Huyên lại nhìn Tiểu Thất cô nương, rốt cuộc cô muốn ta giúp cái gì? Tiểu Thất nói, ngươi sẽ biết ngay thôi. Chương 1884, Thiên đạo không phải người. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tiểu Thất cô nương, cô cũng biết con người ta nhát gan, ta không chịu nổi kích thích quá lớn đâu. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể đổi ý. Đổi ý? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, hắn đúng là muốn đổi ý, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc, nếu đã đồng ý với người khác thì phải làm cho bằng được. Tất nhiên nếu là vài chuyện đặc biệt phạm vào nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không làm. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyên, Tiểu Thất nói, yên tâm, không bảo ngươi giết người hay gì đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên thả lỏng trong lòng, chỉ cần không phải giết người, vậy hẳn không phải chuyện gì lớn. Tiểu Thất nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên theo sau, dọc đường, Tiểu Thất đột nhiên nói, tu luyện thế nào rồi? Diệp Huyên đáp,
tiến bộ như gió. Không thể không nói, có ba người máy đối luyện với hắn, tu vi lẫn kiếm kỹ của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Bao gồm cả phi kiếm. Mà hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là đấu lại với tiểu thất một trận nữa. Nghe Diệp Huyên nói thế, tiểu thất khẽ gật đầu, vậy cũng tốt. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên đến một chỗ trong sân, ở đây, hắn lại gặp được đám người Hướng Kình. Lần này lại có thêm bốn người mặc đồ đen đội nón rộng vành thần bí khác. Nhìn thấy bốn người thần bí này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Nguy hiểm! Đây là cảm giác đầu tiên bốn người này mang lại cho hắn. Thần quốc này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả vậy? Tiểu thất nhìn đám người này một chút rồi nói, trấn quan đao đâu? Hướng Kình hơi thi lễ, sắp đến rồi. Tiểu thất gật đầu, đã chuẩn bị xong hết chưa? Hướng Kình nói, vạn sự đã ổn, còn thiếu hai người. Lúc này, một cô gái đi vào, người này chính là Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó đến trước mặt tiểu thất hành lễ một cái, bệ hạ, đã chuẩn bị ổn thỏa cả. Tiểu thất khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên, lần này hắn cũng tham gia vào hành động của chúng ta. Đám người Hướng Kình liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng không nói gì. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu thất cô nương, rốt cuộc là muốn làm gì? Dù sao cô cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý chứ. Bây giờ hắn đã thấy hoảng rồi. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, cũng không có gì, chỉ là diệt thiên đạo mà thôi. Diệt thiên đạo. Diệp Huyên sửng sốt, diệt thiên đạo. Tiểu thất gật đầu. Diệp Huyên kinh ngạc nói, chẳng phải đã bảo không giết người à? Tiểu thất tỏ vẻ bình tĩnh, thiên đạo không phải người. Diệp Huyên, ta. Chương 1885. Chẳng lẽ không phải? Diệt thiên đạo. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên có hơi mờ mịt. Hắn biết thiên đạo, lúc trước thứ kia còn suýt giết chết hắn nữa đấy. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghịch thiên. Diệt thiên đạo, không thể nghi ngờ rằng hành động này chính là muốn nghịch thiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu thất cô nương, ta có thể hỏi cô nguyên nhân tại sao phải diệt thiên đạo không? Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, nó không nên tồn tại. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Tiểu thất cười nói, người có biết tại sao phía bên các ngươi quanh năm đều có chiến loạn không? Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu thất nói, bởi vì thiên đạo, nó không muốn sinh linh trong vùng vũ trụ này đoàn kết. Diệp Huyên vẫn chưa rõ, vì sao? Nam Cung Uyển ở bên cạnh nói, bởi vì khi mọi người đoàn kết sẽ gây bất lợi cho quyền thống trị của nó. Người có thể thấy đấy, quy tắc ở vùng thế giới này đều do nó định đoạt cả. Hơn nữa còn có một điều. Nó đã khống chế tất cả bản nguyên thiên địa rồi. Tất cả bản nguyên thiên địa. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn vẫn chưa quên, lúc trước vì muốn cứu Tiểu Linh Nhi, hắn đã cưỡng chế hấp thụ bản nguyên thiên đạo, suýt chút nữa đã bị nó đánh chết. Nhưng hắn không hề hận thiên đạo. Bởi vì bản nguyên kia vốn dĩ là đồ của nó. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, chắc là ngươi cho rằng bản nguyên thiên đạo là đồ của nó đúng không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Nam Cung Uyển cười nói, tất nhiên là không rồi. Bản nguyên thiên đạo chính là vật sở hữu của vũ trụ hỗn độn này, lúc vũ trụ hỗn độn sinh ra đã có bản nguyên. Mà những bản nguyên này đều bị thiên đạo khống chế, không cho người khác hấp thụ, hoặc nói rằng, nó chỉ cho phép người nó ưng ý hấp thụ thôi. Diệp Huyên trầm mặc. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, người có biết tại sao thần quốc ta cường đại như thế không? Bởi vì năm đó võ thần chủ đã diệt thiên đạo, nắm giữ bản nguyên thiên đạo trong tay, cũng bởi thế, vô số người thần quốc ta đều có thể hưởng thụ bản nguyên thiên đạo, vậy nên chúng ta mới mạnh hơn các ngươi nhiều đến thế. Mà các ngươi bên này vẫn đang bị thiên đạo khống chế, vì vậy rất nhiều người trong các ngươi không thể phong đế được. Tại sao? Bởi vì nó đã hạn chế thực lực của các ngươi, như vậy mới có thể nô dịch các ngươi mãi mãi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút. Sau đó trầm giọng nói, nếu Nam Cung cô nương đã nói như vậy, ta cũng nhận ra thiên đạo này quả thật quá xấu xa, nếu không phải bị nó hạn chế, Diệp Huyên ta có lẽ đã sớm phong đế rồi. Chương 1886, ta đi luyện kiếm với ngươi. Thiên đạo. Nam Cung Uyển cứng đờ mặt, nàng ta lắc đầu, đừng có đội cái nồi này cho thiên đạo. Đây là vấn đề của bản thân ngươi. Diệp Huyên. Tiểu thất ở bên đột nhiên nói, bây giờ ngươi đã hiểu chưa?
Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu thất cô nương, ta chưa hiểu rõ về thiên đạo lắm, nó tốt hay xấu ta cũng không thể định đoạt được. Ta muốn nói là ta không đánh lại nó. Cô để ta giúp các cô diệt thiên đạo cơ à, không phải các người định cho ta làm con tốt thí đó chứ. Mọi người. Tiểu thất hơi ngẩn ra, sau đó nàng ta lắc đầu, không để ngươi làm tốt thí đâu, cũng không để ngươi ra tay, đến lúc đó rồi biết. Diệp Huyên ngẫm một lát rồi gật đầu, được. Nói đến đây, hắn như nghĩ đến điều gì, sau đó vội vàng nói, tiểu thất cô nương, ta muốn khiếu nại Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Tiểu thất nhìn hắn, người muốn khiếu nại gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngày đó ta đến thần quốc của các cô, nàng ta dẫn ta đi tham quan, bảo rằng sẽ không ra tay với khách quý, thế mà nàng ta lại cho mấy vạn binh lính đuổi đánh ta, hơn nữa còn muốn chém tận giết tuyệt. Nàng ta nói lời mà không giữ lời, đúng là làm xấu mặt thần quốc, ta kiến nghị nên tước danh hiệu quốc sĩ của nàng ta đi. Nam Cung Uyển mặt không đổi sắc. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên. Một lát sau, tiểu thất nhẹ giọng nói, Diệp thành chủ, ngươi là một người thú vị, dù da mặt hơi dày một chút. Nam Cung Uyển liếc nhìn Diệp Huyên, đâu chỉ dày, hắn đã đạt đến cảnh giới không còn biết xấu hổ nữa. Diệp Huyên còn định nói gì đó, tiểu thất đã cắt ngang, ta đi luyện kiếm với ngươi. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, được được, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu thất cũng đi ra ngoài. Trong sân, Hướng Kình thấp giọng thở dài, không biết bệ hạ để tên này đến đây làm gì. Nam Cung Uyển nhẹ giọng nói, bệ hạ tất có ý nghĩ sâu xa. Hơn nữa, Diệp Huyên này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hướng Kình gật đầu, nói vậy cũng đúng, để hắn đến trước mặt thiên đạo khua môi múa mép, e là thiên đạo cũng phải vỡ nát. Nghe vậy, mọi người ở đây đều nở nụ cười. Chương 1887, cô cũng không làm được à? Chấm chấm chấm. Sân tập võ. Diệp Huyên và tiểu thất đứng lặng yên, tiểu thất nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, một khắc sau, hắn điểm nhẹ chân trái, cả người lập tức bay về phía trước. Tiểu thất khép hờ hai mắt, đâm một kiếm ra. Ầm. Theo tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên lập tức lui về chỗ cũ, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém đến trước mặt tiểu thất không hề biến sắc, nàng ta nhẹ vung tay phải cầm kiếm lên. Xoẹt. Thanh phi kiếm kia lập tức đổi vị trí, bay lệch sang bên phải, thế nhưng một khắc sau, lại có một thanh phi kiếm lặng yên không tiến động xuất hiện trước mặt nàng ta. Tiểu thất hơi nghiêng người, hoàn mỹ tránh khỏi phi kiếm này, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, chém xuống một kiếm. Kiếm nhanh như điện. Tốc độ kiếm của hắn bây giờ đã nhanh hơn rất rất nhiều so với quá khứ rồi. Mà Diệp Huyên vừa chém chiêu kiếm này xuống, một thanh kiếm khác đột nhiên chém lên mũi kiếm của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyên lập tức biến sắc, bởi vì hắn phát hiện sức mạnh trong kiếm của mình đã bị hóa giải toàn bộ. Diệp Huyên ngừng lại, hắn nhìn tiểu thất, nàng ta nhẹ giọng nói, mỗi lần xuất kiếm đều sẽ có kẽ hở, nếu có thể nhằm vào kẽ hở đó, sẽ đạt được hiệu quả dễ dàng. Diệp Huyên trầm giọng nói, một kiếm phá vạn pháp sao? Tiểu thất gật đầu, nhưng muốn đạt đến một kiếm phá vạn pháp chân chính như vậy lại rất khó. Diệp Huyên hỏi, cô cũng không làm được à? Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, ta nói là đối với ngươi rất khó. Còn với ta thì, không khó. Diệp Huyên đen mặt lại, mẹ nó chứ. Tiểu thất đến trước mặt Diệp Huyên, căn cơ của ngươi không tệ, phi kiếm cũng miễn cưỡng tạm được. Đặc biệt là kiếm ý cùng niềm tin kiếm đạo của ngươi, ta chưa từng thấy qua bao giờ. Đáng tiếc ngươi học tập có chút hỗn tạp, thậm chí có chút lệch hướng, việc này khiến thực lực của ngươi suy giảm phần lớn. Kiếm đạo của ngươi có thể đơn giản hóa một chút. Diệp Huyên vội hỏi, làm sao để đơn giản hóa? Tiểu thất xòe lòng bàn tay ra, một thanh xuất hiện trong tay nàng ta, đây là cái gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm. Chương 1888. Kiếm ngưng tụ từ địa linh chi lực. Tiểu thất gật đầu, nó chính là kiếm. Đây chính là đơn giản. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ý cô là, khi ta dùng kiếm đã xen lẫn vào quá nhiều ngoại vật. Trong mắt tiểu thất lóe lên một tia kinh ngạc, ồ. Ngươi cũng không ngốc lắm. Diệp Huyên. Tiểu thất lại nói, ngoại vật của ngươi quá nhiều, tuy những ngoại vật kia đều rất mạnh, nhưng điều này khiến kiếm của ngươi không còn thuần túy.
Kiếm càng thuần túy, càng sắc bén. Vì thế, ngươi nên tách ngoại vật ra khỏi kiếm của mình. Diệp Huyên hỏi, có thể dung hợp không? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn dung hợp như thế nào? Diệp Huyên xòe tay ra, đạo tắc đại địa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đây là đạo tắc đại địa, có thể dung hợp với kiếm đạo của ta không? Tiểu Thất nhìn đạo tắc đại địa, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, vội hỏi, dung hợp làm sao? Tiểu Thất nói, có thể cho ta mượn dùng một chút không? Diệp Huyên gật đầu, đưa đạo tắc đại địa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất quan sát đạo tắc đại địa một chút rồi nhẹ giọng nói, trong đây hội tụ địa linh chi lực. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, muốn dung hợp thì đầu tiên ngươi phải hoàn toàn khống chế được nó. Ngươi biết dùng địa linh chi lực này như thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, đạo tắc đại địa trong tay Tiểu Thất khẽ run lên, một khắc sau, một thanh kiếm màu vàng óng xuất hiện trước mặt nàng ta. Kiếm ngưng tụ từ địa linh chi lực. Mà đất đai bốn phía đang bắt đầu rung lên, vô số đại địa chi lực cuồn cuộn hội tụ về phía thanh kiếm này. Gần như trong tích tắc, toàn bộ đại địa chi lực trong trật tự thành đều hội tụ về kiếm này. Tiểu Thất đưa kiếm cho Diệp Huyên nhận kiếm, khó hiểu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, người vùng kiếm này ra, lực lượng sẽ là của đạo tắc đại địa, hơn nữa chỉ được một lần. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu Thất lại nói, ngươi phải hiểu được thứ gì là của ngươi, kiếm là của ngươi, mà ngươi muốn dung hợp kiếm thì phải đạt được đến một loại cảnh giới, đó là có thể dùng vạn vật làm kiếm. Kiếm của ngươi là hạt nhân, cho dù là đạo tắc đại địa hay là thứ gì khác, đều chỉ có thể là ngoại vật phụ trợ. Nói xong, nàng ta cầm lấy kiếm đại địa trong tay Diệp Huyên, rồi nói, kiếm này ở trong tay ta, đầu tiên nói là kiếm, sau đó mới là đạo tắc đại địa. Diệp Huyên trầm mặc một chốc. Sau đó gật đầu, ta hiểu rồi. Chương 1889, Hải vực di thiên. Tiểu Thất nói, điều ngươi cần làm bây giờ là đơn giản hóa, để kiếm của mình trở nên đơn giản. Nếu như bản thân ngươi đủ mạnh, những ngoại vật này sẽ phụ trợ giúp ngươi càng thêm mạnh hơn, mà nếu ngươi hoàn toàn ỷ lại sức mạnh của những ngoại vật này, thì bản thân ngươi sẽ ngày càng yếu đi. Diệp Huyên hỏi, phải làm sao mới đơn giản hóa được? Tiểu Thất nói, không ỷ lại những thứ này nữa, làm một kiếm tu thuần túy. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu Thất nói, không nỡ từ bỏ. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Thất lại nói, khi ngươi do dự, thì có nghĩa là sâu trong lòng ngươi đã mê luyến những ngoại vật này rồi. Tuy những ngoại vật đó đủ mạnh, nhưng chúng nó chỉ là tạm bợ. Kiếm tu là kiếm tu, có kiếm là đủ. Có kiếm là đủ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Nói xong. Hắn cất đạo tắc đại địa đi. Chỉ mỗi kiếm. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nàng ta đang định nói chuyện thì đúng lúc này Nam Cung Uyển đã đi đến, nàng ta nhẹ giọng nói, bệ hạ, bọn họ đến rồi. Tiểu Thất nói, còn thiếu gì không? Nam Cung Uyển im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu, không có, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệt Thiên Đạo sao? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyên cũng khẽ đáp lời, đi thôi. Diệt Thiên Đạo. Hắn không biết Tiểu Thất này sẽ bảo mình làm gì, nhưng hắn biết, chắc chắn sẽ không gọi hắn đến đánh nhau giúp. Sự tồn tại ở đẳng cấp thiên đạo, chắc chắn không phải là thứ hắn bây giờ có thể đương đầu được. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, một con cự long màu vàng chậm rãi bay lên từ trong trật tự thành, sau đó nhằm về phía tinh không xa xôi mà lao đi. Hải vực di thiên. Trên một hòn đảo nhỏ, Đường Diêm đang đứng lặng yên, ông ta ngẩng đầu về phía cuối chân trời, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này, Yêu Vương cùng Sở Chân Nhân xuất hiện. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, cô gái nhỏ kia đã dẫn người đến. Đường Diêm nói, phần thắng của bọn họ có bao nhiêu? Chương 1890. Việc này trước tiên tạm bỏ qua đã. Sở Chân Nhân lắc đầu, thần quốc này, sâu không lường được. Sâu không lường được. Sự mạnh mẽ của thần quốc đã vượt khỏi dự liệu của tất cả bọn họ. Lúc này, Sở Chân Nhân cười khẩy, nhưng nàng ta muốn diệt thiên đạo, ta cảm thấy đó là chuyện viển vông. Thiên đạo. Đường Diêm gật đầu. Người chưa từng tiếp xúc với thiên đạo, vĩnh viễn sẽ không biết thiên đạo khủng bố cỡ nào. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp Huyên kia cũng đến. Diệp Huyên.
Nghe hai chữ này, sắc mặt Sở Chân Nhân lạnh lại, tên phản đồ này. Lúc trước nên giết Quách hắn đi cho rồi. Yêu Vương lắc đầu, đừng nói về hắn nữa. Nói về liên minh trật tự đi. Liên minh trật tự. Nghe vậy, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Tinh chủ chết trận, hiện tại liên minh trật tự không có ai dẫn đầu, nhưng thực lực còn sót lại quá yếu so với bọn họ. Mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt liên minh trật tự. Đường Diêm bỗng nói, việc này trước tiên tạm bỏ qua đã. Sở Chân Nhân cũng khẽ gật đầu, trước hết chờ kết quả bên phía thần quốc đã. Yêu Vương đột nhiên nói, nếu nàng ta thành công thì sao? Sở Chân Nhân cười khẩy, có thể ư, đó là thiên đạo đấy. Đường Diêm nhẹ giọng nói, sẽ không đơn giản vậy đâu, chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ đi. Yêu Vương gật đầu, chờ thử xem thử cô gái nhỏ kia có thể nghịch thiên hay không. Chấm chấm chấm. Nơi cuối chân trời xa xăm, một con cự long màu vàng dương cánh bay lượn. Cơ thể cự long màu vàng khổng lồ, như muốn che kín bầu trời nơi nó đang bay. Trên thân cự long, Tiểu Thất đứng ở vị trí đầu rồng, sau lưng nàng ta là Hướng Kình cùng Hướng Hữu, mà ở bên phải cách đó không xa là Lỗ Phu tử của Nho gia cùng Hàn U tử của Binh gia, còn có Vương Cảnh Chi. Mà bên trái hai người Hướng Kình không xa là một người đàn ông trung niên đang ôm đao. Chương 1891, Tiểu Thất trở thành thần chủ thần quốc. Trấn Quan Đao, nhân vật đứng đầu bảng thần 20 năm trước. Mà ngoài mấy người này ra, còn có một người đàn ông áo đen bịt mắt, trong tay phải người này đang cầm một thanh trường đao. Diêm Đao, nổi danh cùng thời với Trấn Quan Đao, hơn nữa còn xuất thân cùng một nơi. Ngoài ra còn có một người đàn ông cầm một thanh trường thương, người này chừng 30 tuổi, thân mang một bộ đồ màu trắng, trên mặt đang đeo mặt nạ. Dư Thương Hành, người này 21 tuổi đã đạt đến thương thần chi cảnh. Tất nhiên thiên tài yêu nghiệt như nào đi nữa, đối diện với Tiểu Thất cũng ảm đạm hào quang đi ít nhiều. Ở vị trí đuôi rồng có một cô gái đang ngồi xếp bằng, cô gái khoảng chừng 20 tuổi, vóc người gầy gò, trong tay cầm một trường trượng màu đen. Đứng đầu bảng thần, Nguyên Nhất, hiện tại đang đứng vị trí đầu tiên trên bảng thần. Chuyện đáng nói là khi thần chủ đời trước lựa chọn người kế vị, lúc ấy có 3 người, mà Nguyên Nhất chính là một trong số đó. Còn kết quả cuối cùng thì mọi người đều biết rồi. Tiểu Thất trở thành thần chủ thần quốc. Đứng giữa một đám người như thế này, Diệp Huyên bỗng phát hiện mình đúng là kém cỏi. Chẳng mấy chốc, Cự Long đã tiến vào tinh không. Diệp Huyên có chút buồn chán, hắn đi đến bên cạnh quan sát Nguyên Nhất một chốc rồi sau đó vẫy vẫy tay, này. Nguyên Nhất mở mắt ra nhìn Diệp Huyên cười nói, làm quen chút nhé, ta tên Diệp Huyên. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên, có việc. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xuống cạnh Nguyên Nhất rồi hỏi, Nguyên Nhất cô nương, nghe nói cô là người đứng đầu bảng thần, ta có một câu hỏi, ở thần quốc các cô, ta xếp thứ mấy vậy? Nguyên Nhất liếc nhìn Diệp Huyên. Không trả lời. Diệp Huyên lại nói, ta cảm thấy, nếu ta liều mạng thì cũng có thể đứng trong 3 vị trí đầu chứ nhỉ. Nguyên Nhất vẫn không nói chuyện. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Nhất cô nương, ta thấy cô giống một thần pháp sư ghê, cô có biết các loại bí thuật thượng cổ không? Chương 1892, xem ra ta phải cảm tạ Diệp thành chủ rồi. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, ta đã từng giao thủ với một vài thần pháp sư rồi. Đống bí thuật thượng cổ của họ cũng hay ho phết, cô có biết không? Nguyên Nhất im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, ta cũng muốn học một ít bí thuật thượng cổ, phất tay một cái là mây gió lôi điện đều kéo tới, trông rất ngầu. Cô! Nguyên Nhất đột nhiên nói, câm miệng. Diệp Huyên sượng mặt lại. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên, chúng ta thân quen lắm à? Diệp Huyên cười mỉm, một lần lạ, hai lần quen mà. Nguyên Nhất trầm mặc một chốc rồi nói. Diệp thành chủ, người muốn làm gì? Diệp Huyên nói, thì nói chuyện phiếm thôi, không có ý gì cả. Nguyên Nhất đáp, ta muốn tĩnh tâm, không thể tán gẫu. Diệp Huyên gật gật đầu, được rồi, ta không làm phiền cô nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng chẳng mấy chốc đã đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn Nguyên Nhất cô nương, cô nói xem ta có thể thành thần pháp sư không? Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện nhé. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, nữ nhân này muốn đánh mình rồi.
Cuối cùng, Diệp Huyên lại đến bên cạnh Tiểu Thất, hắn đang định nói chuyện thì Tiểu Thất bỗng lên tiếng, Nam Cung, nói chuyện với hắn đi. Diệp Huyên. Một canh giờ sau, dù Cự Long đã tiến vào trong tinh không minh mông, nhưng bọn họ vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của vũ trụ hỗn độn này. Diệp Huyên đứng bên cạnh Nam Cung Uyển đột nhiên hỏi, Nam Cung cô nương, chuyện lúc trước cô từng muốn giết ta sẽ không so đo nữa. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, xem ra ta phải cảm tạ Diệp thành chủ rồi. Diệp Huyên nhìn phía trời sao xa xôi, nhẹ giọng hỏi, Nam Cung cô nương, ta có chuyện này rất tò mò, thần quốc mạnh mẽ như vậy, có ai đã từng rời khỏi vũ trụ hỗn độn này chưa? Nam Cung Uyển trầm mặc một lát rồi gật đầu, từng có. Diệp Huyên hỏi, thế giới bên ngoài vũ trụ hỗn độn trông như nào? Nam Cung Uyển nhẹ giọng đáp, còn ra sao được nữa? Cũng giống như thế giới của chúng ta thôi, cũng là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm đến mức nào? Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ, người muốn ra ngoài nhìn thử à? Chương 1893, thực lực của người này thật là mạnh mẽ. Diệp Huyên gật đầu, có hơi muốn. Nam Cung Uyển lắc đầu, người quá yếu, ra ngoài sẽ chết. Diệp Huyên nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hơi mịt mù. Yếu. Sau khi tiếp xúc với thần quốc, hắn phát hiện bản thân thật sự yếu. Thế giới này có quá nhiều cường giả. Một lát sau, Diệp Huyên lại hỏi, thực lực thiên đạo ra sao? Nghe vậy, vẻ mặt Nam Cung Uyển dần trở nên nghiêm túc, rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Nam Cung Uyển liếc nhìn Diệp Huyên, chờ lát nữa giao thủ là ngươi sẽ biết. Diệt thiên đạo. Diệp Huyên trầm mặc. Đúng lúc này, Cự Long màu vàng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, bọn họ đã đến vùng tinh không xa nhất. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Cự Long màu vàng bỗng dừng lại, ở trên đỉnh đầu mọi người có một đôi mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt khổng lồ nhìn thẳng xuống đám người Diệp Huyên, ánh mắt hờ hững. Diệp Huyên nhìn đôi mắt khổng lồ kia, thiên đạo. Nam Cung Uyển không hề trả lời. Tiểu Thất ở phía xa nhìn sang Trấn Quan Đao cách đó không xa, ông ấy khẽ gật đầu, một khắc sau đã lao thẳng lên trời. Trong tinh không, đôi mắt khổng lồ kia bỗng có hai tia lôi điện bắn ra. Nơi lôi điện đi qua, không gian lập tức hóa thành hư vô. Mà lúc này, Trấn Quan Đao trên không bỗng rút đao ra chém. Xoẹt! Một đao vừa vung xuống, hai đạo lôi điện kia lập tức tan biến, mà Trấn Quan Đao vẫn chưa dừng lại. Ông ấy hóa thành một tia đao quang đâm thẳng về phía đôi mắt khổng lồ kia. Im lặng trong chốc lát. Toàn bộ tinh không bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, đôi mắt khổng lồ kia chậm rãi hư huyễn đi, mà Trấn Quan Đao đã trở lại trên thân Cự Long màu vàng. Diệp Huyên liếc nhìn Trấn Quan Đao, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thực lực của người này thật là mạnh mẽ. Chương 1894. Bên trong có một vùng trời khác. Chỉ chốc lát, đôi mắt khổng lồ trên không kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Tiểu Thất nhẹ giẫm chân phải một cái, đi tới. Cự Long bay đến, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong trời sao phía xa. Khoảng chừng một canh giờ sau, Cự Long dừng lại, mà trước mặt mọi người không xa là một cánh cửa. Trên cửa có khắc một chữ màu đen nho nhỏ, đạo. Thấy cánh cửa này, vẻ mặt mọi người ở đây đều nghiêm lại. Tiểu Thất nhìn cánh cửa kia, nàng ta đang định nói chuyện thì bỗng có một giọng nói truyền từ bên trong ra, thiên tài đến từ thần quốc, vào đây ngồi một chút đi. Hiển nhiên là đang nói Tiểu Thất. Tiểu Thất còn chưa đáp lời thì Nam Cung Uyển ở bên cạnh đã cắt ngang, không thể. Hướng Kình cũng trầm giọng nói, bệ hạ, không thể khinh địch. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, nó không giết được ta. Nói xong, nàng ta đi đến phía cánh cửa kia. Như nghĩ đến điều gì. Nàng ta bỗng dừng lại rồi xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi vào cùng ta. Diệp Huyên. Mọi người đều nhìn sang Diệp Huyên, trong mắt đều ánh lên tia khó hiểu. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Nói xong, hắn cùng Tiểu Thất đi vào qua cánh cửa. Bên trong có một vùng trời khác. Là một hòn đảo nhỏ. Diệp Huyên và Tiểu Thất xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này, hòn đảo không lớn. Bốn phía đều là nước trong vắt thấy được cả đáy. Trên đầu là trời xanh mây trắng. Mà trước mặt hai người không xa là một cô gái,
cô gái ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy trắng, mái tóc màu trắng, ngay cả lông mày cũng là màu trắng. Giờ khắc này, cô gái kia đang nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất. Tiểu Thất và Diệp Huyên đi tới. Trước mặt cô gái có để một chiếc bàn trà, nàng ta ra hiệu mời ngồi. Tiểu Thất ngồi xuống, Diệp Huyên cũng ngồi xuống theo. Ánh mắt Diệp Huyên luôn dán lên người cô gái tóc trắng, trong lòng rất kinh ngạc, thì ra đây chính là thiên đạo. Cô gái tóc trắng quan sát Tiểu Thất một chút rồi cười nói, ngươi còn mạnh mẽ hơn Võ An Ninh năm đó, cũng càng quái dị hơn nàng ta. Chương 1895, ta chọn số 2. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, ngươi có hai lựa chọn, muốn nghe không? Cô gái tóc trắng cười nói, nghe. Tiểu Thất gật đầu, thứ nhất, rời khỏi vũ trụ hỗn độn này, vĩnh viễn không được trở về. Thứ hai, ta giết chết ngươi, để ngươi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Diệp Huyên, cô gái tóc trắng lắc đầu nở nụ cười, cô gái nhỏ à, ta phải công nhận ngươi quả thật rất yêu nghiệt. Nhưng ngươi muốn giết ta thì hình như không phải là chuyện đơn giản đâu. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, ngươi chọn số 2, đúng không? Cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười, ngươi cũng có hai lựa chọn, muốn nghe không? Tiểu Thất gật đầu, nói. Cô gái tóc trắng nhìn Tiểu Thất, thế giới bên dưới có thể để ngươi quản lý, nhưng ngươi không được động vào những gì của ta. Tiểu Thất hỏi, thứ hai là. Cô gái tóc trắng cười nói, ta giết chết ngươi, diệt trừ thần quốc của ngươi. Tiểu Thất gật đầu, ta chọn số 2. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức lặng thinh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Số 2. Lúc Tiểu Thất nói câu này, Diệp Huyên đã biết chuyện không còn cứu vãn được nữa rồi. Cô gái tóc trắng cũng không bất ngờ, nàng ta cười nói, ta có chút tò mò, ngươi giết ta là vì đám người dưới kia, hay là vì chính bản thân ngươi vậy? Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, vì bản thân, cũng vì tất cả mọi người ở phía sau ta. Cô gái tóc trắng cười nói, nhưng ngươi đã từng nghĩ đến điều này chưa? Nếu ta chết thì vũ trụ hỗn độn này sẽ chịu ảnh hưởng gì biết không? Phải biết, ta chính là thiên đạo cuối cùng của vũ trụ hỗn độn này đấy. Thiên đạo. Tiểu Thất lắc đầu, ngươi tự phong thôi. Cô gái tóc trắng híp hai mắt lại, không nói gì nữa. Tiểu Thất lại nói, thế gian này căn bản không có cái gọi là thiên đạo, ngươi chỉ có thể được tính là linh, là một linh khá mạnh mẽ của vũ trụ hỗn độn này. Mà ngươi lại tự xưng là thiên đạo, vượt lên cả chúng sinh. Coi chúng sinh là kiến hôi. Người trên thế gian muốn nhận được bản nguyên vốn dĩ thuộc về thế giới này thì phải thần phục ngươi, bị ngươi nô dịch. Không có ngươi, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Cô gái tóc trắng cười nói, vậy ngươi cũng biết, nếu không có ta khống chế những bản nguyên này, với tính cách tham lam của nhân loại, những bản nguyên này e là đã sớm biến mất sạch hết rồi. Khi đó thế giới sẽ trở thành kiểu, người trước được lợi, người sau xúi quẩy. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Thất lắc đầu, ngươi không phải vì vũ trụ hỗn độn này, ngươi chỉ đang vì bản thân mà thôi. Chương 1896, Thánh Hỏa Liên. Cô gái tóc trắng nói, đúng là vì bản thân ta, nhưng nếu không có ta trấn áp, ngươi có biết vũ trụ này sẽ ra sao không? Tiểu Thất nhẹ giọng nói, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Cô gái tóc trắng lắc đầu, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta vẫn chưa nô dịch sinh linh ở vùng thiên địa này. Ta chỉ chiếm cứ bản nguyên ở mảnh vũ trụ hỗn độn này, nhưng ta không hề tận hưởng một mình. Hơn nữa, những năm gần đây, bởi vì sự khống chế của ta nên cường giả đế cảnh ở thế giới này vô cùng ít, ngươi có biết rằng nếu có quá nhiều cường giả đế cảnh thì thế gian này sẽ ra sao không? Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ra sao cơ? Cô gái tóc trắng nhìn sang Diệp Huyên, có rất nhiều lúc, người có thực lực càng mạnh sẽ càng ích kỷ tham lam. Nếu có quá nhiều cường giả đế cảnh, kết quả chính là những bản nguyên này sẽ bị bọn họ hấp thu sạch, thậm chí còn bị bọn họ khống chế. Nói đến đây, nàng ta nhìn Tiểu Thất rồi cười nói, nếu ta chết, những bản nguyên này cũng sẽ bị nàng ta khống chế, khi đó nàng ta muốn cho ai thì cho. Tại sao thần quốc lại ngày càng lớn mạnh? Bởi vì bọn họ đã hấp thụ tất cả bản nguyên ở Đông Hoang Giới. Mà bây giờ, bản nguyên Đông Hoang Giới đã gần như biến mất hết rồi. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, bản nguyên vốn là thứ của vùng vũ trụ này, chứ không phải của riêng ngươi. Nói xong, nàng ta đứng lên, ngươi đã không chọn cách rời đi, vậy thì ra tay đi. Vừa dứt lời, đám người hướng kình đã xuất hiện toàn bộ ở phía sau Tiểu Thất.
Cô gái tóc trắng cười nói, đều là đế cảnh cơ đấy. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, ta có hơi không hiểu, người gọi tên này đến đây làm gì? Diệp Huyên. Tiểu Thất hờ hững hỏi, hắn yếu lắm à? Cô gái tóc trắng quan sát Diệp Huyên một chút rồi đáp, yếu. Diệp Huyên nặng nề nói, ta không yếu đến mức đó chứ. Cô gái tóc trắng cười bảo, chí ít là tạm thời rất yếu. Nhưng ngươi lại khiến ta hơi bất ngờ, bởi vì cái tháp kia vậy mà lại nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên hỏi, ngươi biết nó à? Cô gái tóc trắng lắc đầu, không quen, chỉ là từng tiếp xúc một lần. Nói xong, nàng ta xòe tay phải ra, một đóa hỏa liên bằng lửa bỗng xuất hiện. Lửa! Cách đó không xa, Nam Cung Uyển khẽ nhíu mày, thánh hỏa liên. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Cung Uyển, nàng ta giải thích, thánh hỏa liên là thần hỏa đứng đầu vũ trụ hỗn độn, có thể so sánh ngang với đế cảnh. Mà đúng lúc này, sau lưng cô gái tóc trắng bỗng xuất hiện một giọt thủy châu màu xanh lam, thủy châu chỉ to bằng ngón cái, óng ánh lấp lánh, trông rất đẹp. Chương 1897, áp chế, thủy phách, Nam Cung Uyển nhìn cô gái tóc trắng, nếu ta đoán không sai thì thánh linh ngũ hành đều ở trong tay ngươi. Cô gái tóc trắng cười nói, đúng được một nửa. Vừa dứt lời, bên phải nàng ta đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu vàng, quả cầu tỏa ra ánh vàng nhạt, mà bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng. Mà bên trái cô gái tóc trắng lại có một cành gỗ cùng một thổ dân nhỏ. Toàn thân cành gỗ màu xanh biếc, bên trên còn có hai cái lá xanh, mà thổ dân nhỏ kia chỉ to bằng một bàn tay, nhưng giống y đúc người thật, lúc này đây nó đang nhìn đám người Tiểu Thất mà cười hì hì. Thánh linh ngũ hành. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng, vậy thôi. Cô gái tóc trắng cười nói, chưa đủ à? Vừa dứt lời, thổ dân nhỏ bên cạnh nàng ta bỗng xông ra ngoài, mà trong nháy mắt thổ dân nhỏ xông ra đó, hướng kình bên cạnh Tiểu Thất đã bước lên trước một bước, chém xuống một kiếm. Ầm, một tia kiếm khí chấn động ra, mọi người đều dồn dập thối lui. Mà hướng kình ra chiêu kiếm kia cũng phải liên tục lùi lại hơn cả ngàn trượng, lùi ra thẳng trên mặt biển. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại, thổ dân nhỏ này biến thái đến vậy à? Thổ dân nhỏ ở phía xa xa nhếch miệng cười, một khắc sau, nó lại lần nữa vọt đến chỗ hướng kình. Tốc độ quá nhanh, nơi nó đi qua, không gian đều bị tông vỡ vụn. Hướng kình ở xa xa híp hai mắt lại, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị, ông ấy không dám bất cẩn, lập tức tiến lên trước một bước, nháy mắt đó, một tia kiếm quang bỗng bắn ra. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, nước biển dưới chân hướng kình lập tức bốc hơi, mà hướng kình thì lại lần nữa bị đẩy lùi. Áp chế, vừa mới giao thủ, hướng kình đã hoàn toàn bị áp chế. Lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên cười nói, kiếm tu này không tệ. Vừa dứt lời, cành gỗ bên cạnh nàng ta cũng bỗng bay ra ngoài, nháy mắt sau, từng cây mây đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Những cây mây này như thể mọc ra từ trong không gian, trông vô cùng khủng bố. Lúc này đây, hướng hữu bỗng che trước mặt Tiểu Thất, một khắc sau, từng tia kiếm khí bắn ra tung tóe ở khắp nơi như đang giăng một tấm võng. Keng keng keng. Chương 1898. Thiên địa chi linh. Xung quanh không ngừng vang lên từng âm thanh kim loại cắt nhau đinh tai nhức óc. Không chỉ có những cây mây kia bị cắt đứt, mà ngay cả không gian bốn phía cũng bị cắt nát, trông vô cùng đáng sợ. Mà lúc này, cành gỗ kia đột nhiên bay về phía hướng hữu, thân hình hướng hữu rung lên, lao vào không trung, ông ấy vừa bay đến không trung thì một cây mây sắc bén bỗng vọt thẳng về phía ông. Giữa không trung, ánh mắt hướng hữu lạnh đi, ông ấy cầm kiếm chém xuống một chiêu. Xoẹt! Vừa chém chiêu kiếm ấy xuống, những cây mây sắc bén nọ đã bị chia làm hai, thế nhưng một khắc sau, vô số cây mây lại chui ra từ không gian quanh thân hướng hữu, lít nha lít nhít, trong chớp mắt hướng hữu đã bị đám cây mây kia nhấn chìm. Mà bên trong đám cây mây kia vẫn mơ hồ thấy được từng tia kiếm quang. Tiểu Thất nhìn cô gái tóc trắng trước mặt, cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười, quả cầu nhỏ bên cạnh nàng ta đột nhiên bắn về phía Trấn Quan Đao đang đứng cạnh Tiểu Thất. Trấn Quan Đao lập tức rút đao. Ầm, một mảnh kim quang đột nhiên bắn lên giữa sân, mà Trấn Quan Đao và quả cầu vàng nhỏ kia gần như đồng thời thối lui lại. Nhưng một khắc sau, một người một cầu lại lập tức bắn vào nhau.
mà quả cầu nước cạnh cô gái tóc trắng lại đột nhiên lao vào Diêm Đao. Diêm Đao mặt không cảm xúc, ông ấy bước lên một bước, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên ở giữa sân. Đao quang chợt lóe, ầm ầm, không gian bốn phía lập tức nứt ra, nhưng một khắc sau, chúng lại khôi phục bình thường như cũ. Chốc lát sau, từng vòi rồng bỗng xuất hiện ở khắp bốn phía, nó điên cuồng lao về phía Diêm Đao. Vòi rồng chằng chịt, vô cùng dọa người. Diệp Huyên cách đó không xa nghiêm mặt lại, bởi vì hắn phát hiện, mọi người bên phía Tiểu Thất đều đang bị áp chế. Những linh này như thể không bao giờ bị thương, hơn nữa lại có sức mạnh vô cùng vô tận. Kinh khủng nhất là không gian bốn phía hình như đang giúp đỡ đám linh này. Thiên địa chi linh. Được trời đất giúp đỡ. Chương 1899. Thú bảo vệ hồn tộc. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái tóc trắng, trong tay nàng ta còn một đóa hỏa diễm. Cô gái tóc trắng liếc mấy người bên cạnh Tiểu Thất, sau đó ánh mắt nàng ta rơi vào trên người Dư Thương Hành đang cầm trường thương. Dư Thương Hành khẽ gật đầu, y bước ra, mà đóa hỏa diễm trong tay cô gái tóc trắng cũng bay ra ngoài. Trong nháy mắt thoát khỏi lòng bàn tay của cô gái nọ, nhiệt độ bốn phía lập tức tăng cao đột ngột, khiến người ta như rơi vào núi lửa, vô cùng đáng sợ. Dư Thương Hành không tỏ vẻ gì, giơ tay đâm ra một thương. Ầm. Đóa hỏa diễm kia lập tức bùng thành luồng sóng lửa, nháy mắt đã cháy rực khắp nơi. Nhưng không gian nơi Tiểu Thất cùng cô gái tóc trắng đứng vẫn rất bình thường, những hỏa diễm kia đã tự động tránh ra khỏi vùng không gian nơi đó. Mà lúc này đây, cạnh Tiểu Thất còn bốn người. Lỗ Phu tử của Nho Viện, Hàn U tử của Binh gia, cùng với Vương Cảnh Chi của Tung Hoành gia và Nguyên Nhất. Tất nhiên Nam Cung Uyển không tính, dù sao nàng ta cũng không có sức chiến đấu. Lúc này, Lỗ Phu tử đột nhiên cười nói, không biết các hạ lấy gì để đối phó với ba người chúng ta. Cô gái tóc trắng nhìn về phía Lỗ Phu tử, cũng cười đáp, đừng gấp. Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng chỉ về phía bên phải, trong chốc lát, một hòn đảo nhỏ nứt ra, một khắc sau, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên ập đến nơi đây. Dưới cái nhìn của mọi người, một thứ giống con trâu, toàn thân đen kịt, trên người tản ra luồng hơi thở kinh khủng tự thời hoang cổ. Nhìn thấy con cự thú này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, đây là đế quân thú. Là giọng nói của đế khuyển. Diệp Huyên vội vàng hỏi, đế quân thú là gì? Đế khuyển trầm giọng nói, thú bảo vệ của thần tộc. Thú bảo vệ hồn tộc. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó hắn hỏi tiếp, là đối thủ một mất một còn với ngươi à? Đế khuyển nói, phải. Diệp Huyên nói, ngươi có muốn ra ngoài tát chết nó không? Đế khuyển cả giận nói, cái con khỉ mốc ấy, tuy nó không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng nhìn là biết cũng không kém cạnh gì thời đó là bao, mà ta thì sao? Bây giờ ta đang trong giai đoạn suy yếu, đi ra để chịu đòn à? Diệp Huyên trầm giọng nói, đế khuyển huynh, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Đế khuyển cũng nặng nề đáp lại, không phải là chưa khỏi, mà hiện tại có lẽ huyết thống của ta đã tiến hóa rồi. Bây giờ là thời kỳ then chốt. Chờ huyết thống của ta tiến hóa xong xuôi, tên kia mà đối diện với ta thì chỉ là một đống rác mà thôi. Chương 1900. Trong lòng ta rõ cái gì? Diệp Huyên. Cách đó không xa, cô gái tóc trắng đột nhiên cười nói, đế quân, chơi đùa một chút với vị Diệp thành chủ này của chúng ta đi. Diệp Huyên lập tức giận tìm mặt, cái quỷ gì vậy? Ta không chơi với nó đâu. Cô gái tóc trắng cười nói, thật ra ta đã để ý ngươi từ lâu rồi. Nhưng vì đối phó với thần quốc nên vẫn chưa thể phân thân đến. Mà tinh chủ kia lại quá ngu xuẩn. Không nhắc đến tên ngu kia nữa. Ngươi đã đến đây rồi, thì cho dù thế nào đi nữa ta cũng không để ngươi chạy thoát. Nàng ta vừa dứt lời, đế quân ở cạnh đã bay thẳng đến phía Diệp Huyên. Nó vừa vọt đến, một cỗ uy thế cường đại đã khiến Diệp Huyên không thở nổi. Diệp Huyên vừa giận vừa sợ, bỗng. Hắn cầm kiếm chấn hồn ra chỉ vào đế quân kia, quát lên, nhiệt xúc, ngươi biết đây là gì không? Ta chính là Minh Vương tái thế, ngươi mau quỳ xuống cho ông đây. Tiểu hồn. Nghe Diệp Huyên nói thế, mọi người xung quanh đều có chút mờ mịt. Mà đế quân kia lại dừng bước thật. Cô gái tóc trắng cau mày lại. Đế quân nhìn Diệp Huyên, trong mắt nó lóe lên tia nghi hoặc, nhân loại, tại sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Thấy đế quân kia dừng lại,
Diệp Huyên lập tức thở phào một hơi trong lòng. Hiện tại hắn chắc chắn không thể chống lại con cự thú này. Diệp Huyên lạnh lùng nói, vì sao ở trong tay ta? Trong lòng ngươi không rõ sao? Đế quân cau mày, trong lòng ta rõ cái gì? Diệp Huyên cả giận nói, đây là vật chấn tộc năm ấy, vì sao nó lại ở trong tay ta? Ngươi tự nghĩ đi, ngươi nghĩ cho ta. Đế quân nghĩ một chốc rồi nói, ngươi trộm. Diệp Huyên. Đế quân càng nghĩ càng thấy mình có lý, thế là ánh mắt nó dần bao trùm lên lệ khí, mà đúng lúc này, kiếm chấn hồn đột nhiên bay tới trước mặt nó. Tiểu hồn nói, đế quân, ngươi còn nhận ra ta không? Tiểu hồn. Đế quân sửng sốt, ngươi là tiểu hồn quân. Tiểu hồn nói, đế quân, hắn chính là truyền nhân mà chủ nhân đã nhận định, ngươi cả gan làm hắn bị thương, chủ nhân tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.